Có nhận được thông báo không em? Bữa nào có nên đi highlight tóc không nhỉ? Cho nó lạ không? Không á. Nhuộm xong trẻ trâu quá, anh ta lên like, anh ta hết dám mua hàng. Dạ dạ để thông báo rồi chị. Hello các chị đẹp. Hello mấy chị yêu luôn ạ. À. Chị nào đang xem live cho em xin 1.1 tim 1 share để đăng tương tác nha. Vào live stream thì để lại cho em một comment để bên em biết mình đã xem live luôn ạ. À. Dạ, chị đang nhận được thông báo thì để lại 1.1 share 1 tim giúp em với chị nha để em biết mình đang xem live tương tác đầu live cực mạnh luôn chị yêu ạ. À. Hello các chị đẹp dấu yêu dấu của em. Hôm nay các chị ơi vô like nha. Chị nào nhận được thông báo các chị vô like, các chị vô like nhanh 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 nhanh. Ai coi like các chị vô like chia sẻ like cho em cái nè. Hôm nay quà về nhiều lắm. Hôm nay thông quan được rất là nhiều quà. Các chị vô like, các chị chia sẻ like giùm em nha. Dạ mấy chị ơi vào xem like tương tác mạnh tay giúp em nha. Hôm nay quà về rất là nhiều luôn nha mấy chị. Dạ quà về ngập tràn luôn chị nha, nên tương tác mạnh tay giúp em để lại 1.1 xe 1 thì giúp em đã không bị ẩn gần mình với chị nha. Tương tác mạnh tay giúp em ạ. À. Ngủ quá. Em đợi các chị vô đông đông tí rồi em like. Chị nào nhận được thông báo thấy được em rồi cho em xin cái nút chấm cái. Mạng coi ok không cho xin cái chấm cái. Tương tác cái nha mọi người ha. Dạ tương tác với em 1.1 xe 1 tim với chị nha. Mạng ổn thì lên chữ ổn giúp em. Chị nào nhận được thông báo thì lên 1 chấm giúp em ạ. À. Quà về cực kỳ đẹp, cực kỳ mạnh luôn mấy chị yêu ạ. À. Để rất nghe nhiều. Ôi nhớ à. Ôi đây sao buồn ngủ dữ vậy ta. Dạ mấy chị ố vào xem like tương tác mạnh tay giúp em nha. Hôm nay quả về rất là nhiều luôn ạ. Chào các chị. Đợi chút xíu. Nhỏ mắt một cái và tỉnh táo cái đi. Này nãy giờ nói chung là cả ngày hôm nay là em đi việc với lại em gặp khách hàng nè. Em giao mà hàng sỉ nè. Xong rồi hàng về nè. Rồi lấy hàng, nhận hàng nè. Trời ơi, không kịp thở luôn á. Làm từ sáng tới giờ. Đúng là có hôm, có những ngày là không kịp thở luôn ấy. Chị vô like nha. Dạ, vào like nhanh gấp giúp em với chị nha. Quà cực kỳ hot đó với chị Hoàng. Nên là để lại 1 chấm, 1 xe, 1 tim xe. Cực kỳ nhiều giúp em để nhiều chị yêu biết luôn ạ. Tỉnh táo rồi đó. Nhỏ mắt vô. Mới tắm xong leo lên live luôn á các chị. Chưa kịp thở luôn á. Hello chị Trân Bùi. Hello em chào chị Thùy Nguyễn. Em chào chị Thùy Châu Ngô. Chào chị Thu Lê. Các chị vô đông chưa? Rồi bây giờ em sẽ like những món quà tặng về nha. Trước khi em like thì em sẽ cho các chị coi. Ốc trước. Hôm nay là vừa ốc nè, vừa hàng Canada nè, vừa hàng Nga nè, hổ phách Úc nè, hổ phách Nga nè, về đầy đủ. Hổ phách Úc, hổ phách Nga. Có giấy kiểm định của Trung Đông luôn. Có giấy kiểm định của Trung Đông luôn. Nói chung là đầy đủ hết. Các chị hôm nay vô like, share like giùm em, đọc sung sung lên cái dạ, nha. Dạ, 1.1 xe 1 tí giúp em chị nha. Quà về cực kỳ hot và cực kỳ mạnh với chị nha. Phong thủy cực kỳ đẹp với chị và để lại 1.1 xe 1 tí giúp em với chị yêu nha. Đó, bây giờ em sẽ cho các chị coi quà. Các chị đi từ xa, các chị thấy gì không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không mọi người? Để đưa lại gần nha cho các chị coi. Dạ. Đợi chút xíu. Để em lại gần em cho các chị coi. Hello, em chào chị Thùy Châu. Hello, chào chị Hồng Nguyễn Thị Thanh. Hello mọi người. Đây. Đây, quà về ốc của khách sĩ đó các chị. Khách sĩ đặt ốc đó. Cái này em nợ đơn ít à. Cái này em nợ đơn hình như có vài người chơi cho vui thôi. Còn mà ốc là về là cho khách sĩ nè. Ôi, khách sĩ đợi bữa giờ quá trời quá đất người hỏi luôn mà ốc công nhận đợt này má ơi đẹp đẹp không gọi là đẹp chịu không nổi luôn đó các chị. Dạ ốc cực kỳ đẹp đó mấy chị nha. Chị là thấy đẹp thì tương tác mạnh tay giúp em cho em xin nhiều nhiều chữ đẹp đó mấy chị yêu ạ. Ôi đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn mà đặc biệt nữa là vân siêu đẹp và vân cực kỳ lạ luôn. Hello em chào chị Nguyệt Minh Nguyễn à. Đây trời ơi đẹp chưa, đẹp lắm.
Cái này là ốc đợt này là không có mặt em đang đeo không có hàng đâu chị, nửa năm nữa mới về. Vì ốc anh Vũ mà nó đâu phải là muốn là có đâu. Chị nào muốn mặc đặt cái mặt giống em đang đeo là ít nhất phải 4 cho tới 5 tháng nữa người ta mới khai thác xong một cái lô ốc người ta mới có. Mặt em đang đeo hiện tại là đang hết hàng sạch sẽ luôn rồi, đẹp không? Đẹp quá trời quá đất luôn. Ai mà thỉnh ốc có lọc cho xin cảm nhận nha. Trời ơi má ơi, đẹp ghê nè. Đó, để cho coi từ từ, coi đầy đủ loại luôn. Đó, xong rồi bây giờ cái này đố các chị đây là cái gì nè. Dạ mấy chị biết ốc gì không ạ? Biết gì cho em xin comment mấy chị nha. Cực kỳ đẹp mấy chị yêu ạ. Đẹp lắm. Qua về. Và đặc biệt nữa là cái này là chốt cho sỉ luôn nè. Đó, cho các chị coi. Em nói chung là hàng hóa em về nói chung là vừa phục vụ lẻ, vừa phục vụ sỉ, đầy đủ hết. Mà em nói thiệt mấy chị, em phải nói các chị ơi, má ơi, đẹp tuyệt vời. Ở ngoài là siêu lung linh mấy chị nha, năm cánh cực kỳ đẹp luôn mấy chị yêu ạ. Em qua bên Thái á, mà các chị có tin không, em qua bên Thái mà người ta cũng bán ốc Canada, là các chị biết ốc của Canada trên thị trường là nó hot cỡ nào. Hôm nay ốc là nó có 2 kiện á, mà mới có về được là 1 kiện ốc thôi. Đó, còn thiếu 1 kiện ốc nữa, má ơi, nó đẹp kìa các chị. Đây là ốc anh Vũ đó các chị. Nó là ốc anh Vũ mà thân là thân xà cừ. Đẹp lắm luôn, và đặc biệt nữa là siêu hiếm luôn, cực kỳ hiếm luôn. Nó có xà cừ và vân sao á, đẹp lắm. Nói chung là mỗi loại ốc nó sẽ mỗi cái thân ốc và mỗi cái loại ốc nó đều có khác nhau. Em các chị ông tin không, em ngửi mùi em còn thấy có mùi ốc mùi biển luôn ý. Nói chung là đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Cái này là vừa khai thác lên luôn hay sao á, hiếm lắm. Đó, cái đế gỗ nè, cái đế gỗ xoàn đỏ nè. Đó, em nói các chị, cái đế không á cũng tiền không, 200 mấy chục ngàn cái đế rồi. Nói chung là rất rất là mắc. Chứ các chị không, đừng có nghĩ là nhỏ lẻ nha, không có đâu. To mà bự lắm á. Đỉnh của đỉnh luôn á. Em nói thì các chị, mà cái này các chị mua Việt Nam không, cái đế các chị làm hả, là cũng phải vài trăm rồi. Em làm là hàng, làm hàng đẹp không à. Tại vì khách sỉ người ta có mua nữa, nên là làm cho hàng đáng đồng tiền bát gạo một tí, để cho người ta thỉnh ấy. Con nào con nấy cũng rất là đẹp, và đặc biệt nữa là lộc. Bây giờ đây là cho các chị coi ốc xong rồi ha. Các chị nhận được thông báo, các chị vô like, các chị share like giùm em nha. Dạ, chứ nào nhận được thông báo thì cho em 1 trắng với chị nha. 1 tim và 1 xe cực nhiều giúp em với chị bạn. Rồi. Đó, ốc đầy đủ hết rồi. Rồi bây giờ em anh sẽ like cho mọi người. Có quà gì em like cho các chị coi quà đó. Công nhận ha. Công nhận phải nói uống gelatin mới có mấy hôm thôi. Mà da công nhận là nó cũng đỡ rất là nhiều. Hôm bữa Tết vô hả, em da em bị kiểu như là bị dấn á. Nó nổi mụn mủ mà nó gọi là nó thâm, nó sạm hết luôn. Mà bây giờ là nó đỡ rất là nhiều luôn. Mà đặc biệt nữa nó có độ sáng và độ bóng. Nhìn nó cũng khỏe, cũng ok. Trộm vía đó các chị. Tương tác mạnh tay giúp em với chị nha. Quà hết về cực nhiều các chị. Rồi, bây giờ em like tiếp nha. Đang like khúc nào mất tiêu rồi. Dạ, anh đến like quà. Rồi, chị chờ xem hộ phách. Có hộ phách luôn. Có hộ phách, hôm nay hộ phách gia hộ đã về luôn. Ốc anh Vũ đem lại may mắn, bình an cho gia đình chị lắm. Và rất có lộc và có quý nhân lúc nào cũng ở bên cạnh chị đó em. Khi chị đang gặp một vấn đề khó khăn lại có người đứng ra giúp đỡ đó em. Nói chung là hello Hiếu Nguyễn, nói chung là có tin là sẽ có lộc nha các chị nha. Rồi bây giờ sẽ cho các chị coi hộ phách gia hộ. Dạ, hộ phách gia hộ nha mấy chị nha. Cực kỳ bình an, cực kỳ may mắn mấy chị ạ. Mỗi cái vòng hộ phách đều có kiểm định luôn. Mà hộ phách gia hộ, các chị hỏi nó có mùi đặc trưng rất là thơm. Các chị nhận, các chị gửi có một cái mùi đặc trưng rất là thơm. Trời ơi, em nói các chị ơi, đỉnh của đỉnh. Đỉnh của đỉnh luôn. Mà đặc biệt nữa là đẹp tuyệt vời. Mỗi cái hộ phách đều có kiểm định hết. Đây. Ok chưa các chị? Và đặc biệt là có một cái bản kiểm định của Trung Đông. Em nói các chị mà, bản kiểm định của Trung Đông đâu rồi? Có một cái bản kiểm định của Trung Đông đầy đủ hết. Đó, em nói các chị. Nói chung là có sao nó vậy? Ăn kẹo gì vậy? Sao nó không được thơm vậy? Thơm hả? Sao tôi thấy nó cứ thum thủm vậy? Hello, em chào chị Nguyễn Nhung à. Chào chị Nhung yêu. Cho coi hổ phách chị Nhung ơi. Đẹp lắm chị Nhung ơi. Dạ, hổ phách cực kỳ đẹp và cực kỳ bình an và may mắn chị nha. Tốt cho sức khỏe mấy chị yêu luôn ạ. Ô, em phải nói là đỉnh của đỉnh luôn á chị ạ. Đẹp lắm.
Đẹp lắm luôn. Ở ngoài là siêu luôn, lên luôn mấy chị yêu nhau, hơn mong đợi của mấy chị yêu luôn à. Đây, đẹp lắm. Ai thấy em ấy bên ngoài có đẹp không cho xin cảm nhận luôn. Để các chị coi coi ở trên hình và ngoài đời em cho các chị coi nó có khác cái gì không nè. Ai thấy đẹp cho xin cờ vinh nha. Trời ơi má ơi, đẹp lắm, đỉnh của đỉnh luôn ấy. Dạ chứ nào thấy đẹp thì em xin chữ đẹp với chị nha. Tương tác mạnh tay giúp em với chị. Và ở ngoài cực kỳ đẹp với chị yêu nha. Và đeo cực kỳ tốt cho sức khỏe với chị yêu luôn. Đó, cái mùi hổ phách gia hổ nó có cái mùi thơm rất là đặc trưng mà rất là thơm. Về nhân viên mà nó còn khen là thôi sao thơm quá. Cái mùi, đúng rồi, gia hổ. Đó, hổ phách gia hổ là cái này nè. Nó đó chị, đẹp không? Nhìn đẹp và lạ, cảm ơn chị. Đây, đó, đây xinh lắm. Và đặc biệt nữa là cực kỳ xuất sắc luôn. Nói chung là rất rất là ok. Cái vân của nó rất là đẹp. Cái vân của nó rất là đẹp. Mà quan trọng hả nó, các chị cầm cái hổ phách ra, nói chung là cái hổ phách chuẩn á, mình cầm nó rất là nhẹ. Vì nó là hổ phách, nó là bằng nhựa mà, nhựa hóa thạch mà, nên nó rất là nhẹ. Và đặc biệt nó rất là xinh. Đó, đó, ai mà nợ hổ phách gia hổ đã về. Ai mà đợt trước được tặng là con ốc, ốc năm cánh, tặng về luôn. Ốc, ốc cụ tròn có luôn nha. Em nói các chị rồi, các chị coi like và các chị mua hàng của em. Em nói các chị là quà về là quà về, em nợ là em trả, chứ không bao giờ mà em quỵt quà của khách. Các chị phải nên nhớ là em đặt hàng là em đặt, nói chung là hàng order, là em đặt hàng. Và đặc biệt nữa là hàng là em đi là chính ngạch chứ không phải tiểu ngạch, nên hàng hóa là cũng phải về rồi thông quan, xin giấy tờ đồ này nọ đầy đủ, này nọ đầy đủ thủ tục mới được lấy hàng hóa ra bên ngoài. Chứ không phải là em đi gọi là đi chui thì về nhanh hơn là đi chính ngạch nữa các chị. Nên là các chị ơi nên thông cảm, hàng hóa về cái gì là cho các chị coi cái đó thực tế nhất. Mà đẹp lắm chị, đẹp cực kỳ luôn á. Hồi chiều có chị khách qua, chị ghé shop, chị thấy cái này nè, chị thỉnh một cặp luôn cho nam và nữ. Cái này là của nữ nè, còn của nam là cho các coi nè, đẹp lắm. Đây là của nam, đẹp tuyệt vời luôn á chị. Bản nam bản nữ đều có kiểm định hết. Đây, đây là của nam. Đây là hổ phách nam, hổ phách da hổ nam. Đẹp lắm chị ơi. Cái vân nó sáng và nó VIP. Bản nữ là 9-10 ly, còn bản nam là 12-13 ly á chị. Vành hổ phách Phật nghìn tay nghìn mắt về Chu Minh Anh. Hạnh Dung ơi, mới tặng mà, cái đó phải 2 tuần mới về. Đang trên đường về Hạnh Dung yêu dấu ơi. Ai coi like chia sẻ like nha. Cái nào mới tặng là phải đúng khoảng thời gian nó mới về được. Tại vì hàng hóa cái nào đặt trước là nó sẽ về trước nè mọi người. Đấy, cái này là của nam nè. Nam thì là 12-13 ly, còn nữ là 9-10 ly. Đó, các chị nhìn hai cái vòng nó có xê xích về cái xăng, cái độ ly của nó, mình nhìn bằng mắt mình cũng sẽ thấy được. Nữ thì nó sẽ nhỏ hơn nam. Nam là 12-13 ly, còn nữ là nó rơi vào khoảng 9-10 ly. Tại vì hạt hổ phách là nó không phải là đá, nó là hạt, nó gọi là nhựa thông hóa thạch. Nên là mỗi cái size, mỗi cái hạt là người ta được gọt giũa theo form và nó đẹp. Khi mà các chị mang nó thiệt nha, em đang mang ba cái vòng chụm lại nhìn cũng rất là ok. Các chị mang ba cái vòng đẹp chụm lại nhìn cũng rất là sang, đúng không? Nói chung là nhìn cũng rất là đẹp, thơm lắm. Nói chung nó có cái mùi đặc trưng của hổ phách da hổ, nó rất thơm và đặc biệt nó rất là lạ luôn. Cầm thôi là nói chung là em nhận được hàng mà em rất là ưng ý luôn á, rất là đáng đồng tiền. Nói chung là nhận được quà là rất là ưng ý. Chiến này là các chị nhận được hổ phách là các chị có lộc nha. Vòng hổ phách cực kỳ đẹp mấy chị nha, cực kỳ may mắn, mấy lại may mắn bình an cho mấy chị yêu luôn à. Cực kỳ tốt mấy chị nha, ở ngoài nó rất là đẹp luôn à. Chị nào thấy đẹp thì chia sẻ nhiều nhiều like giúp em chị yêu nha. Chị nào thấy đẹp là phải share cho em nhiều nhiều nha. Rồi bây giờ em lên tiếp. Đó, cho các chị coi da hổ, hổ phách da hổ đã về. Các chị chuẩn bị nhận hàng, nhận quà tặng. Rồi bây giờ em cho các chị coi. Đây là nữ nè, đúng không? Rồi, đây, hổ phách da hổ 108 hạt về luôn. Đẹp lắm. Siêu luôn, linh luôn mấy chị yêu nha. Tương tác mạnh tay 1.1 xe dục tiêu giúp em mấy chị yêu à. Về đủ loại hổ phách luôn mà. Má ơi nó đẹp, đẹp tuyệt vời luôn á chị. Đẹp má ơi luôn á, đẹp tuyệt vời luôn. Cái này mình quấn tay như thế này nè, xinh lắm chị ơi, xinh cực. Đây, đẹp lắm, đẹp he. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị yêu ơi, chuẩn bị nhận quà đẹp nha mấy chị yêu ạ. Đẹp cực luôn.
Mà đặc biệt là nó có thêm là hổ phách huyết nữa nè, đẹp lắm. Và đặc biệt là lên tay nhìn nó nhã nhặn, nó nhẹ nhàng, mà đặc biệt nữa nó rất là xinh, đẹp ha. Ai thấy đẹp cho tin một tim một like nào. Dạ chứ nào thấy đẹp cho em một chấm, một xe, một tim cho mấy chị nghe, chia sẻ giúp em nhiều nhiều hỏi nhớ mấy chị. Cái hổ phách da hổ nó có mùi thơm rất là đặc trưng, rất là thơm, đẹp lắm và rất rất là xinh luôn đó. Cái này là 108 hạt nè, cái này là dây quấn 108 hạt nè, đó, hổ phách da hổ quấn nè. Đẹp lắm các chị. Cái này là em đang coi, em đang cho các chị coi qua app để em quay cam sau, em quay cái em quay gọi là cái màu thực tế nhất luôn để cho các chị coi. Đây. Thực tế nhất luôn, không có ảnh, không chỉnh sửa, không gì hết để cho các chị coi cái chất lượng của nó. Ha các chị ha. Để các chị coi cái chất lượng của nó và các chị coi cái màu sắc chuẩn nhất ở bên ngoài để các chị thấy được. Đẹp lắm. Nhiều khi em like app á là nó sẽ ánh sáng, nó làm sáng cái phông nền lên. Thì nhiều khi mình nhìn á nó không có được rõ nét từng 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 tinh thể. Nhưng khi em like như vậy là các chị ơi nhìn rõ nét nhất có thể luôn, rất là đẹp. Cho dạ, coi lại vòng. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha, 1.1C1 đây, em ạ. À. Cho coi lại vòng hộ phách nam nè. Đây hộ phách nam nè. Đẹp lắm. Đẹp ha. Siêu luôn lên. Đó. Thực tế nhất luôn, rất đẹp luôn và đặc biệt nữa là cực kỳ VIP. Đó, nam nè. Đeo lên tay rất là sang, rất là xinh. Đó, các chị nhìn đi rất là duyên luôn. Và đặc biệt nữa là cực kỳ đẹp. Đó, đó quay cam sau cho các chị coi. Là nó cận nhất, rõ nét nhất. Rồi, em có một loại nữa. Đợi em chút xíu. Đó, mất tiêu rồi. Mấy anh có một loại nữa. Đó chính là hộ phách mật lạp. Hôm nay em cũng về luôn. Ai mà sức khỏe không được tốt á, và các chị đi đường á hay bị bình, hay là gọi là không được bình an hay lo ngại á, thì các chị nên đeo da hổ rất là hay luôn. Đâu rồi mật lạp, đâu rồi mật lạp đắt tiền đâu. Mật lạp nhà em siêu đẹp luôn. Mật lạp màu khoai đẹp lắm. Tại mật lạp nó có rất là nhiều màu, nhưng cái màu khoai cực đẹp luôn. Ai coi like chia sẻ like, mật lạp có giấy kiểm định luôn. 1.1C1 tiêu game da hổ bánh mật là cực kỳ đẹp chị nha. Mật lạp em nói cái chị, chiếc này ở ngoài trên dưới phải 5-6 triệu là rẻ nhất. Cực kỳ đẹp. Nhìn đẹp lắm luôn. Cực kỳ VIP. Đây là hổ phách mật lạp. Gọi là thiên niên hàng vạn năm mới được một cái gọi là một cái dây hổ phách mật lạp đẹp như thế này. Em nói các chị, mỗi cái dòng mấy nay hàng về đẹp quá Minh Anh, cảm ơn chị Dung. Mỗi cái vòng và mỗi cái chất lượng nó đều, nó mỗi năm mỗi vòng nó đều có một cái chất lượng và ý nghĩa khác nhau. Nhưng riêng mật lạp em nói các chị, chiếc này đẹp nhất từ xưa tới giờ em bán, chưa có chiếc nào đẹp bằng chiếc này. Mật lạp nó có rất là nhiều màu, màu bơ, màu vàng bơ, màu vàng này là màu vàng khoai, cái màu hạt mỡ á. Màu vàng khoai, cái màu mà nó ngà, mà nó đều màu như thế này thì các chị ơi giá trị rất là cao. Và các chị nhìn nó đẹp không? Đó các chị coi nè, 100% là em quay live trực tiếp luôn, không qua ánh sáng, không qua app luôn. Để các chị coi nè, những cái viên màu đỏ là hổ phách huyết. Đẹp lắm các chị. Dạ chứ nó thấy đẹp không, mà nếu đẹp thì cho em xin nhiều nhiều chỗ đẹp nha mấy chị yêu nha. Đó, một cái dây như thế này là mắc lắm nè. Một cái dây như thế này nè, ít nhất là các chị mua phải 5-6 triệu một dây nè, không rẻ nè. Rất 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 là chát luôn đó. Em quay cái cam thường thực tế nhất để cho các chị coi cái ánh sắc của nó. Ốc nè, rồi mật lạp là nó về luôn. Để cho các chị hình dung được. Em nói thiệt, ai có tiền á, mua chiếc này của em mà đeo. Đáng đồng tiền bát gạo, mà đặc biệt nữa là cực kỳ giá trị. Đeo lên rất là sang. Mà đặc biệt các chị mang, người ta nhìn vô là người ta biết các chị có tiền liền. Em nói thiệt, hổ phách mật lạp là từ xưa tới giờ là nó có cái đẳng cấp riêng của nó. Các chị đeo, các chị có thể quấn cũng được, rất là xinh luôn. Những cái mẫu này mình quấn, mình đeo thời trang phong cách, mình có thể đi chùa cũng được. Và có những người á, người ta có nói là giống như là nó giống như là dây quấn 108 hạt, giống như là gọi là một cái đoạn để mình trừ mọi cái phiền não, những cái âu lo trong con người của mình, bài trừ 108 cái phiền não gì đó, nó giống như vậy đó. Chất lượng và mẫu mã hàng nhà Minh Anh ngày càng cao, ngày càng xinh xỉu. Em cảm ơn chị Dung. Đẹp không chị Dung? Nhiều khi em nói rồi, em like nhiều khi bằng app. Thì nói chung để cho cái phông này đằng sau nó sáng lên thì mình nhìn như vậy, mình nhìn không có đẹp, nhìn không có rõ. Nhưng khi em quay cam sau, không app, không gì hết,
cận nhất cho các chị coi cái chất để các chị hình dung được, thì các chị thấy nó rất là đẹp. Hổ phách chị đã được tặng, đã về hổ phách da hổ mực lạp rồi, chị Thùy Châu Ngô. Em nói các chị mà, em nếu các chị tin tưởng em thì không bao giờ em làm các chị thất vọng. Lúc nào cũng mong muốn hết cái quý khách hàng lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ em mỗi ngày. Đẹp ha. Dạ. Em nói rồi, ai không có điều kiện ráng chắc chiều lên cái vòng hổ phách mực lạp. 108 hạt đâu có rẻ, rất là cao. Em bán bây giờ một chiếc này em bán cũng 4 triệu rưỡi, 5 triệu em mới bán. Vì bây giờ không có hàng luôn ý. Bây giờ là hàng hiếm cực luôn ý. Đặt hàng về các chị biết không, thứ nhất hàng hóa về rất là khó, và thứ hai nữa là ba cái đồ phong thủy này, em nói thì các chị nha, mình đi hàng về người ta thích dịnh là dịnh à, đơn giản lắm mấy chị. Nói chung là đồ trang sức đồ này nọ thích dịnh là dịnh à. Hôm bữa em còn xém bị bắt cái lô mà nhận ốc nữa. Nói chung là cũng hơn, nó cho ít tiền mới lấy hàng ra đó. Còn hổ phách huyết sát hoa quỳ, Phật nhìn mắt nhìn tay đúng không, đang không tiếp đúng rồi, cái đó là tặng sao, mấy hôm nữa lại về tiếp, các chị yên tâm, quà về theo đợt. Và đặc biệt nữa, cái nào đặt trước có trước, cái này về, cái nào đặt sau có sau, rất là dễ nhớ. Đây là mực lạc 108 hạt. Hello chị Nguyệt Trần. Dạ, tương tác mặt tay giúp em 1.1C1 đi giúp em chị yêu nha. Dây hạt này được trả nợ rồi. Đầu năm có nợ nần gì nha, có ơn oán gì hết nha. Nói chung mình phải nói một câu gì nè, mình chuẩn bị được nhận quà rồi. Tại vì khi mà em tặng quà các chị hoặc em livestream, em nói em nợ các chị để cho các chị biết là em nợ các chị thôi. Chứ còn nếu như mà các chị chấp nhận được nợ, các chị chấp nhận để quà về trả đơn, đó là cũng là một cái gọi là các chị chấp nhận rồi. Chứ em không bắt ép ai cả. Vì em livestream có người á, người ta chấp nhận người ta nợ hàng về thì người ta ok. Nhưng có những người không thích nợ hàng về thì không đặt hàng cũng không sao. Em bán hàng là vậy, nói chung là các chị hoan hỷ, các chị cảm thấy các chị nhận được, các chị chờ đợi được và các chị chờ đợi nhận được quà xứng đáng thì các chị ok thôi. Mà phong thủy thì mình phải vui vẻ thì mình nhận nó mới có lộc được. Chứ đừng có khó chịu, không có này nọ thì mình lại khó nhận được cái lộc. Hôm nay mấy chị được nhận quà chắc vui lắm, hy vọng hàng tặng của mình mau mau để có được vui như vậy, chị Hạnh Dung. Rồi bây giờ em có một cái món này nữa, rất đẹp. Hôm đó thật sự, hello em chào chị Hoa Ngọc. Thật sự mà nói, hôm đó ai được tặng, ai được em tặng rất may mắn, cực kỳ may mắn. Các chị ơi, em nói thiệt, em tặng cái bộ đó, em nói thiệt em lỗ sặc nghiệp luôn. Em đưa giùm chị một cái bộ đó, đẹp. Em nói cuộc đời em hóng hàng về thì chả vui. Thích nợ đơn gì cho vui hả? Vậy khó khỏi trả đơn. Em nói các chị thiệt á, em tặng cái bộ này là kiểu giống như là em tâm đắc nhất luôn. Rất đẹp luôn và cực kỳ đẹp. Đố các chị, bộ này là bộ gì? Dạ mấy chị biết bộ này là bộ gì không? Mà cho em xin chút comment mấy chị nha. Ở ngoài nó cực kỳ đẹp, là cực kỳ lung linh mấy chị nha. Đố các chị, bộ đó là bộ gì? Đẹp không? Đẹp không? Một tim một like nha. Dạ, chia sẻ cực mạnh giúp em chị nha. Quà hết về cực đẹp luôn mấy chị yêu ạ. À. Đây. Đố các chị. Chị ơi, nó đẹp kinh khủng luôn đó các chị ơi. Đẹp, cực kỳ đẹp. Có tiền cũng mua được. Bây giờ bên Canada hết hàng luôn. Chính xác. Ốc hoa mai ngọc trai. Chính xác. Quay cầm sao cho coi luôn. Siêu lung linh nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn mấy chị ạ. Em nói ôi mẹ ơi, nó đẹp dữ dội, đẹp không thể nào ngờ, đẹp không thể nào tưởng tượng. Em nói thiệt chị, tâm đắc lắm chị, vì nó đẹp lắm. Hôm bữa em tính đặt thêm số lượng mà bên Canada nó không nhận vì không có ốc để làm. Hiện tại là hết sạch ốc luôn. Bây giờ là ai mà muốn đặt là không có hàng luôn ý. Đẹp chưa? Dạ mấy chị thấy đẹp không ạ? Tương tác mặt tay giúp em cho em xin nhiều chữ đẹp cho mấy chị. Mẹ ơi, đỉnh của đỉnh. Nè, cầm lên cho coi. Mẹ ơi, đẹp rực lửa. Các chị ơi, một cái sự kết hợp quá là tâm đắc luôn. Tại vì sao? Vừa có ngọc trai này, vừa có ốc anh Vũ nè. Thì em hỏi các chị làm sao mà không đẹp. Đúng không các chị? Em quay, em bật cam thường cho các chị coi luôn nè. Đó, bật cam thường luôn nè. Cho các chị coi luôn nè. Thực tế nhất luôn.
rõ nét nhất luôn, đà cam thường nè, không qua cái gì hết, ánh sáng camera nha, nét căng đét luôn đó, cho coi cận 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 luôn cái chất của nó này, đẹp vô cùng các chị ơi. Ốc anh Vũ, ốc anh Vũ bảy màu đấy, nên khi đeo lên tay đấy, tháo ra đeo lên tay cho các chị coi, trời ơi nó xinh xỉu. Em nói em tâm đắc là em tâm đắc vì nó đẹp thật các chị, đẹp lắm luôn á các chị. Lên tay cực kỳ sen, cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Đó. Té mạnh tay giúp em mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Các chị thấy không? Lên một phát thôi là bá cháy mùi chét liền. Ở bên ngoài mạ vàng. Minh Anh ơi, đợt sau đi Thái thỉnh dây chuyền vàng non về để đeo mặt mẹ Quan Âm đi em. Chị Đỗ Thị Bích Đào, ok chị Đào. Đấy. Đẹp chưa? Dạ siêu luôn, lên luôn mấy chị em ạ. Tương tác mạnh tay một trắng, một xem, một tiên giúp em nha mấy chị. Bộ này mà không đi vào, Minh Anh đeo một bộ luôn đi cho xem đi. Ok, đeo một bộ luôn cho xem. Bộ này mà em nói thiệt các chị không không tâm đắc, không tâm đắc thì thôi. Thiệt sự. Quá đẹp. Em để em đeo một bộ luôn. Để em tháo bông tay ra. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Đó, để em tháo bông tay ra. Nhớ nhắc chị nha. Để chị bỏ vô cái hộp này. Tại vì bộ của em bàn tay gì mà đẹp vậy trời. Bàn tay này tại vì do ốm quá đó. Ăn nó vô hết cái bàn tay rồi nó mới đẹp vậy đó. Ai coi like, chia sẻ like. Đâu rồi? Đó, đây. Chuẩn bị đeo lên cổ em chị đi. Đeo lên cổ em chị đi. Tháo cái mặt ốc chị ra. Đeo nguyên dây lên luôn. Nó đẹp lắm bé ơi. Đỉnh của đỉnh đó. Đây. Em ơi em gài giùm chị đi em. Tay chị đeo móng khó gài quá. Rồi gài vô chưa? Rồi. Em nói với chị mà. Vừa vặn lắm. Rồi đeo bên đây đi. Đeo bên đây. Đó, thích là chiều. Có ai chiều khách như em không? Thích cho coi là đeo lên luôn cho coi. Đẹp lắm chị. Bộ này á, chị đi chơi á, chị đi tiệc á, chị quất lên cũng hơi bị sang. Đẹp không? Bộ này chị mặc đồ lên, chị đi chơi lên hơi bị đẹp. Nè. Đó. Già trẻ gì cũng đeo được hết. Còn cái này là dây chuyền. Cái này là em tặng cho chị là cái mặt thôi đó nha. Còn cái dây á, là em đặt thêm em cài lên cho đẹp. Nên em tặng là em tặng luôn cái dây cho vui. Đó, trời các chị ơi, các chị nhìn nè. Đó. Để có cái kẹp kẹp tóc không? Kẹp lên hai bên cho xem. À, kẹp lên hai bên thì nhìn cái mặt nó hơi mập một tí. Đó. Các chị thấy không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Chị nào thấy đẹp không mà tương tác mạnh tay giúp em với chị yêu nha. Lên giúp em chữ đẹp với chị yêu nha. Chọn bộ đeo lên cực kỳ sang với chị đó. Nha. Cái dây này hôm bữa em không có tặng. Giờ em tặng luôn cho vui. Đó. Đeo lên cho nó sang chảnh chanh xả. Nguyên bộ luôn. Đi đâu đi chơi cũng đẹp hết. Nguyên bộ ốc luôn, rất là đắt tiền. Thấy không? Bàn tay đẹp nhìn là ghiền luôn. Bàn tay ngồi live stream. Ước gì tay này mà đếm tiền thì nhìn còn đẹp nữa. Bộ này để đi tiệc được nè. Em nói bộ này sang mà. Em về là em ghiền, em tâm đắc liền. Em nói chị mà em nhìn là em chịu không nổi luôn á. Nhìn là mê luôn. Hôm nay các chị một tim một like một xe cho em đi. Dạ tương tác mạnh tay em một tim một xe với chị nha. Chơi cực cảnh luôn mấy chị ạ. Bộ này là cực kỳ đẹp luôn mấy dạ, chị là em nha. Chị. Đây. Đưa chị mượn bộ nữa. Đó, cái này là đeo lên cho khách hình dung. Khách thích là em chiều. Khách thích coi là chiều liền. Đó. Đeo cái nhẫn lên mà để lát quên. Chiều là chiều liền. Đây. Mở ra cho khách coi. Ai hôm bữa là khách hàng may mắn của em được tặng thì các chị ơi xin chúc mừng, rất là chúc mừng. Má ơi đẹp của đẹp, đỉnh của đỉnh. Xuân dạ. Lâm ơi đẹp lắm. Xuân Lâm ơi ở ngoài cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Chị
nào thấy đẹp tương tác mạnh tay giúp em nhiều nhiều chữ đẹp đó mấy chị ạ. 1.1C 1 tim chị nhìn nha. Mà muốn rụng rời con tim luôn mà. Đấy, đỉnh chưa? Bộ ngọc trai ốc anh Vũ. Đấy, một cái nhẫn. Ôi em nói đẹp lắm chị ơi, chưa bao giờ mà em thấy đẹp cỡ này mà. Một tim, một like, một share cho em đi. Ok chưa? Cái hộp này không là cũng 30.000 rồi đó. Ai mà được em tặng, tặng luôn cái hộp 30.000, hộp nhung đắt tiền đó, không rẻ đâu. Nói chung là em nói các chị á, em đặt hàng về, nói chung em muốn cái gì từ A tới S, cái gì cũng ẹt đẹp hết, em mới chịu. Chú cha mà ơi. Tặng nguyên bộ luôn hả? Trời ơi, hôm đó bị khùng, tặng có vài người à, đâu phải ai cũng tặng. Lộn rồi nha. Hôm đó là tặng một đôi bông tai thôi. Hôm đó thích là tặng một đôi bông tai thôi. Xong rồi ai may mắn lắm mở hàng hay sao á, tặng có vài người, 2-3 người chơi chơi cho vui à, là tặng một bộ. Tiền đâu, em đại gia đâu mà em tặng ai em cũng tặng bộ, chị xứng lắm. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha mọi người. Dạ, 1.1C 1 tia giúp em mọi người nha. Ai coi like nè. Em nói các chị ơi, đỉnh của đỉnh. Bình thường em bán sỉ ốc á, nói chung là em bán không nhiều và em bán sỉ cham. Nhưng mà trộm vía nha, năm nay khách sỉ, người ta mua cham bạc, người ta mua ốc. Vì em thở thính dụ lắm. Biết sao không, hôm bữa em tặng cho cái cặp ốc, cái bà khách sỉ á, bà nhận về bà thấy lọc thiệt, cái bà mới mua thử 5-6 cặp thôi, bà về bà bán. Cái xong khách khen. Thế là bây giờ là em lại bán bạc, cham bạc thành thêm hàng sỉ, hàng ốc nữa. Những hộp gì ở sau vậy Minh Anh? Hộp táo đen, táo đỏ. Ủa hồi trưa nay em có like, hồi trưa nay em tặng búa lua xu luôn. Trưa nay chị Nhung không coi like hả? Mấy chị tìm like giùm em đi. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Chị Phượng Nguyễn nè, bé anh ơi, cái set này đẹp quá, tặng đi em. Hôm nay ai mở hàng đi em tặng. Dạ tặng lớn, tặng sắp luôn mấy chị nha. Tương tác mạnh tay giúp em nhiều nhiều chữ đẹp và nhiều. Hôm nay ai mở hàng cho em đi em tặng. Ai coi like chia sẻ like bộ ngọc trai đỉnh của đỉnh, không có nợ đơn nha. Em đã về là em có sẵn được vài bộ thôi. Cái này hiện tại hết hàng rồi nên em chỉ có sẵn được vài bộ thôi. Hôm nay ai muốn mở hàng các chị thả tim đi, em tặng quà chơi lớn luôn, xe like giùm em. Dạ 1.1C 1 tia giúp em mấy chị ơi. Chị nào muốn mở hàng thì lên chữ muốn mở hàng giúp em mấy chị, và tương tác mạnh tay tặng cực kỳ sắp. Chưa bận nên là không có xem được, phải công nhận má hơi đỉnh cái Aladdin, các chị phải công nhận ha. Em muốn Aladdin mà công nhận không, em có sức một cái này nữa. Nhưng mà từ từ em cho các chị xài, em bảo đảm các chị bỏ luôn kem dưỡng ở nhà các chị đang xài, đỉnh lắm luôn. Mới cách đây có 5-6 ngày cái da em thấy ghê luôn á, thiệt. Thì nói chung da của mình mà các chị chăm không kỹ, hoặc là các chị ăn uống đồ nóng là nó sẽ bị lên mụn đủ thứ. Da em là bị kích ứng, bị rất là nhạy cảm luôn. Mà các chị thấy không, uống Aladdin với lại em bôi. Bình thường các chị đang dùng là collagen đúng không? Còn cái này là collagen X5. Đẹp, đỉnh của đỉnh. Chưa đâu có rảnh coi đâu, ghét ghê luôn. Hạnh Dung vậy lát, để có gì lát tặng 1-2 người, ok. Vậy giờ mở hàng nha. Mấy chị ơi, mở hàng mạnh tay giúp em luôn ạ. Ai thích mở hàng cho xin chữ thích đi, tặng chơi lớn luôn nè. Chị ơi nào. Bộ, khoan từ từ, bộ này ai chưa có cho xin comment. Bộ này ai chưa có cho xin comment. Ai chưa có cho xin chữ chưa có. Chị nào chưa có bộ ngọc trai này thì cho em xin chữ. Bộ ngọc trai em dư được có mấy bộ rồi nha, không có nhiều, cam đoan luôn. Trên 10 bộ. Nếu như em tặng trên 10 bộ chặt đầu em liền. Em nói các chị em không còn, em có được mấy bộ thôi em để dành. Em để dành em bán lẻ. Còn bây giờ tặng thì em chỉ tặng 2-3 người cho nó vui thôi. Xôm xôm lên. Chị bill da mà không thấy nó bông em à, hay là chai chị lì rồi. Chị bill là chị phải biết cách bill và chị phải miết. Để bữa nào em gọi điện thoại em hướng dẫn chị cách sử dụng. Chị phải miết. Chị miết chứ không phải là chị thoa. Mà chị miết xong rồi chị thấy nó khô khô, xong rồi da chị lì, chị phải miết thêm một lớp nữa là 2 lớp. Thì nó mới bông. Tại vì đợt trước mẹ em cũng không biết làm như chị, nó không có bông. Lần đầu á, da chị chưa nó ăn, chưa ăn. Chị có thể là không biết cách, nhưng chị bill lần thứ hai đi, em bảo đảm chị biết cách, da chị bông liền, cực kỳ đẹp luôn. Mà cái bill của em nó bill nó bông li ti, nó phải bông mảng, nên chị dùng cũng rất là dễ sử dụng. Ai coi like một tim một like nha. Bây giờ em sẽ mở hàng để coi mở hàng có hồi nào đâu, tôi chưa có nè, có hồi nào đâu rồi, ok. Vậy bây giờ kiếm gì mở hàng cho nó sung sung nha, hay là bây giờ em thiệt sự là tại vì Aladdin là em không có nhiều.
Hôm nay em về cũng ít mà em để dành em xài, chứ em chưa muốn bán. Thiệt sự em đang muốn để dành em xài, em có đi mít hộp thôi. Để hôm nay em tặng mở hàng, em tặng cho các chị thử, vì em chưa có nhập hàng về nên em không có elastin nhiều để em tặng. Vậy thì ai, ai muốn được da căng da mịn, em sẽ tặng cho thử hộp elastin uống cho biết. Em lấy em chị hộp elastin đi, hồi chiều chị đem xuống đây á để làm mẫu á. Ai coi like chia sẻ like. Hôm nào em hướng dẫn chị nha, ok người đẹp luôn. Đây chị. Ai coi like chia sẻ like. Dạ chị nào muốn da căng bóng hay bừng là chữ muốn giúp em chị nha, tương tác mạnh tay. Cho chị miếng nước, cho chị miếng nước bỏ vô cái ly. Elastin là cái này. Ở bên Hàn Quốc ấy, bây giờ collagen là bình thường rồi. Vài bữa nay Nhật nó chạy sang nó bán elastin cho các chị coi. Việt Nam, Hàn Quốc với Nhật Bản á, em đưa giùm chị hồi nãy hàng về nó có cái chai màu đỏ. Đây. Em phải xin để em cho khách coi. Em nói với chị, các chị đừng bao giờ mà các chị bị dụ nha, các chị uống thực phẩm chức năng là các chị phải mua đúng của Hàn Quốc, các chị đừng mua chữ Hàn Quốc đằng trước mà made in Việt Nam phía sau. Em uống cái gì em sợ chết lắm mấy chị, em nói thiệt. Mà những người càng kiếm được nhiều tiền người ta sợ chết, còn em không có tiền em cũng sợ chết, nên nói chung là em sợ lắm. Nên em uống cái gì vô người là em cũng phải kiểm tra, thứ nhất là hàm lượng và thứ hai là mình biết được mình uống cái gì vô trong người của mình. Chứ không phải người ta giới thiệu nghe hay là mình uống, em nói thẳng các chị luôn. Mà em nói thẳng em uống cái gì là em bán cái đó. Có lên kem C và kem collagen không Minh Anh? Trời ơi, em ơi năn nỉ lên cái kem collagen em nói đi, chị đợi em tí xíu. Em nói các chị, một trong những bí quyết để đẹp da, elastin là gì? Các chị lên các chị xem. Một trong những hàm lượng và thành phần có trong NMN. Và đặc biệt nữa, elastin của em là có thêm collagen. Và đặc biệt 300 đa là sao? Phân tử nhỏ. Khi các chị uống elastin càng phân tử càng nhỏ, lượng nó hấp thu vô cơ thể các chị càng nhanh. Còn hàm lượng mg càng cao. Hiện tại hộp này đang đứng đầu tại Hàn Quốc là hàm lượng 1500 microgram có trong hàm lượng elastin là collagen cao nhất. Các chị uống là các chị phải coi những cái này. Chứ bây giờ người ta bán đắt rẻ là một chuyện, nhưng mà mình uống mình phải coi cái hàm lượng. Tại vì sao? Uống hoài không thấy da đẹp là sao? Hàm lượng nó thấp. Thứ hai, tinh thể lượng hàm lượng nó thấp, nhưng mà cái tinh thể nó lại cao. Thì khi các chị uống các chị phải khoảng một thời gian rất là lâu da các chị mới đẹp được. Em nói thiệt, em thử em để cho da em xấu tệ luôn, để em test sản phẩm để coi nó phục hồi và nó đẹp cỡ nào. Em nói thiệt các chị, không cách đây các chị coi like, các chị kiếm lại cái live stream cũ đi, da em mấy hôm đó rất da rất là xấu. Nhưng mà bây giờ các chị thấy không, đi Thái 40 độ C da cực kỳ nắng luôn. Nhưng mà em vẫn uống elastin, với đặc biệt nữa em cung cấp thêm cái kem collagen 5X. Da đẹp cực kỳ. Trộm vía, hôm nay da có căng không? Dạ da căng bóng nha mấy chị. Mà các chị thấy không, hôm bữa bị mụn thâm nè, mụn thâm mà nay là không thấy mụn thâm luôn. Đó các chị xài như thế này. Cái này là nó sẽ có thêm cái hàm lượng là nó sẽ truyền trắng và nó sẽ làm sáng da trong cơ thể của các chị. Một ngày là các chị uống một gói elastin. Hiện tại elastin là sản phẩm chạy nhất tại thị trường của Hàn. Đang vượt đầu là collagen, và cái này nó mạnh hơn cả collagen, vì collagen là chỉ là một phần nhỏ trong elastin này thôi. Đó. Và đặc biệt nữa, trong tất cả các loại các chị uống đều có thêm vitamin C. Vì vitamin C là tiền đề, là một cái kích trắng để da các chị đẹp. Kem thì các chị dùng kem C hoặc vitamin C, serum C. Và đặc biệt trong tất cả các loại đồ uống để được làm trắng da đều có chế tác của vitamin C. Nên đó là lý do tại sao các chị uống những cái loại collagen hoặc elastin này, thạch collagen lụ này, các chị vẫn thấy có vị chua. Là vì người ta đều có hàm lượng vitamin C ở trong đó. Đây, sản phẩm này nè, nhiều người mong đợi nè. Em mở hàng, em tặng cho mấy chị uống thử. Dạ, chuẩn bị chưa? Một hộp này bên Hàn Quốc giá siêu cao, nhưng em cam kết các chị uống thử đi 10 ngày, 7 cho tới 10 ngày. Da chai lì hoặc da bị lỗ chân lông to hoặc là bị chảy xệ, các chị cảm thấy da các chị được nâng cấp thấy rõ luôn. Elastin là siêu làm căng bóng da và làm đẹp da. Hỗ trợ bác tụ bảo đi em, chị Huy Gia. Ủa hôm bữa em hỗ trợ rồi mà. Hôm bữa em hỗ trợ chị Huy Gia rồi mà. Hôm bữa em hỗ trợ bác tụ bảo em tặng rồi mà chị Huy Gia ơi. Em nhớ em có tặng cho chị một lần rồi mà. Vậy bây giờ nha, mở hàng 3 người, vì cái này không có nhiều. Cho các chị uống thử, các chị uống đi. Giá hộp này bên Hàn Quốc rất là cao. Vài hôm nữa nó có giảm giá, em mua về cho các chị, nhưng bây giờ chưa có giảm giá.
Bây giờ em bán mở hàng là em bán một vài chị uống thử thôi. Về đi cho em cảm nhận mà rất ngon, dễ uống đó chị. Siêu ngon luôn. Nói chung là hộp này là ngày nào em cũng uống. Nó là dạng bột. Các chị đừng bao giờ uống dạng viên. Viên chậm lắm, thật. Em trẻ tuổi em còn thấy dạng viên nó chậm, mà người lớn các chị uống dạng viên thì khi nào da các chị mới đẹp được. Mà đặc biệt uống nó chai lì rất là nhiều, nhiều nước quá em. Bỏ bớt đây chị. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Ai coi like chia sẻ like. Dạ, đây. 1.1C1T giúp em với chị nha, tương tác mạnh tay giúp em ạ. Đó. Ok chưa? Muốn da đẹp là các chị sẽ dùng cho em cái này. Quậy lên. Ngon, siêu ngon. Rồi uống thôi. Nhiều khi em hay dùng cái gói này nè, em làm cái muỗng. Ngon lắm mấy chị. Ngon lắm. Các chị biết sao không? Nó làm cái hậu vị. Để cho mình uống cho nó dễ. Nó làm cái vị như vị đào vậy. Bởi vì các chị thấy cái hộp nó màu hồng. Ngon lắm. Dạ, siêu ngon mấy chị nha. Và siêu căng bóng da, hạn chế nếp nhăn cho mấy chị yêu luôn ạ. Ngày làm như đó thôi. Ở các hộp ai mà thích uống thêm miếng ve men vi sinh bỏ vô chung. Da bao đẹp luôn. Cam kết. Không nghe rõ tiếng Minh Anh luôn, ngắt quãng liên tục. Các chị ơi, các chị nghe có được không? Các chị có coi được không? Chứ chị cho em xin comment cái. Dạ, mấy chị xem like được không bạn? Nghe tiếng được rõ. Hello, xin chào chị Nhuận Trinh xinh đẹp. Chào tất cả các chị. Vô đẹp quá đi, ra đường sợ lắm nha. Lên giùm em cú pháp. Em tặng mở hàng trong live stream này vài chị nào đang coi live chia sẻ các chị ghi giùm em Elatin. Dạ lên khói giúp em là Elatin nha mấy chị yêu nha. Elatin ghi bình luận lên đi, dạ. Ghi bình luận lên đi. Ai đặt Elatin trong live stream ngày hôm nay em tặng cho các chị trải nghiệm thử 850 một hộp Elatin. Dạ lên giúp em Elatin nha, 850 ạ. 850k một hộp Elatin. Hôm nay em mở hàng ba chị. Chị nào lấy một, chị nào đang coi live, chị nào lấy một hộp Elatin, em chơi em mở hàng lớn em tặng. Em tặng một bộ ốc Anh Vũ 3 món không đồng. Chơi lớn luôn. Dạ, lớn có phải giúp em là Elatin với chị nha. 850 mua 1, em tặng một bộ ốc Anh Vũ 2 mai ngọc trai cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Đỉnh của đỉnh. Không ghiền trả lại tiền, mà đặc biệt nha. Uống cái này da các chị siêu đẹp luôn. Nói chung là em cảm thấy rất ok. Em đã uống nói chung là cũng phải cỡ gần 2 tuần. Em mới dám lên live em tư vấn các chị như thế này. Và để cho các chị có được cái làn da đẹp thì em cam kết các chị. Da ai nám tàn nhang vào đồi mồi uống thử đi. Và da ai không được căng bóng các chị uống thử. Nó sẽ giúp da các chị căng bóng và nó có cái độ ẩm trên da luôn. Mấy chị đang coi live các chị một tim một like Elastin. Elastin 850, mua một hộp Elatin tặng một bộ ốc Anh Vũ ngọc trai. Hôm bữa người ta mua 850, người ta chỉ được tặng một đôi bông tai. Hôm nay chị nào đang coi like em tặng các chị một bộ. Ai coi like một tim một like một share. Ok dạ, chưa? Ok, xong rồi mấy chị nha, lên cô phó là Elatin mấy chị nha, 850 em tặng. Nói trước, đợt sau ai mua hộp Elatin này là chắc chắn là không có giá này nha, vì bữa giờ em đang bán thực phẩm chức năng là những loại của thương hiệu Biofix và thương hiệu GNM là của Hàn Quốc. Thì em đang bán một hộp GNM này, một hộp này đang bán tại Hàn Quốc là giá gần 2 triệu hơn một hộp. Giá rất là cao. Hôm nay em tặng cho chị thử uống thử đi, cho em xin cảm nhận da không đẹp trả lại tiền. Dạ, tặng lớn tặng sâu luôn mấy chị nha. Lên có phải là Edit đi, em 850 mua một em tặng một bộ luôn mấy chị nha. Siêu hồi siêu sâu luôn mấy chị. Ôi chị xài đi là chị ghiền. Tặng kem được không bé đẹp, tặng kem được không bé đẹp là sao chị Khánh Ly Huỳnh Phạm, chị thích cái gì? Chị comment đi, chị hỏi kem nào mới được. Ai coi like, chia sẻ like, ghi giùm em là Elatin. Chị uống cái chị trải nghiệm thử, bảo đảm siêu ngon, uống không ghiền trả lại tiền. Nhưng Elatin nó không phải là collagen thông thường nha. Collagen thông thường các chị uống nó không đẹp da nhanh bằng Elatin. Bây giờ các chị cứ đi qua Hàn Quốc đi. Các chị cứ hỏi Elatin đi, Elatin bây giờ là đang dẫn đầu hơn collagen tại thị trường Hàn Quốc luôn. Nói chung cái trend nào mà em thấy hot và cái sản phẩm nào đang hot, em đu được là em sẽ đu, em chơi luôn. Em bảo đảm các chị định cô định. Ok chưa, em tặng nguyên bộ ngọc trai, ốc Anh Vũ ngọc trai không đồng. Dạ, chơi lớn chơi xong với chị nha em. Đây, 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 đó. Xin thưa các quý vị, Retinol White
Retinol glutathione NMN. Các chị nhìn giùm em. Hỡi bao nhiêu con tim đang bị lừa. Các chị chỉ nhìn cái sản phẩm, các chị chỉ nhìn cái mặt này người ta like thôi. Các chị ơi, người ta đang bán mấy trăm ngàn một hộp. Em công khai giá nhập vô cho các chị nghe luôn, các chị có hết hồn không? Em nhập số lượng đầu trăm một hộp white retinol viên sủi này đang bán trên thị trường. Em nhập đầu trăm một hộp này giá sỉ ở ngoài đầu Hà Nội 35.000. Em cho các chị coi. Tên tiếng Anh hết, tên tiếng Anh hết, tên tiếng Anh hết, tên tiếng Anh hết. Các chị nhầm em mã vạch 819. Các chị ghi giùm em, các chị nhìn ở dưới. Sản xuất tại đâu? Nó ghi Grow Beauty Korean Dress. Đó, các chị có ghi, các chị có thấy địa chỉ không? Các chị có thấy số điện thoại nhà làng sản xuất không? Các chị có mã số thuế không? Và nó còn ghi address nè, Chinh Kiến, nhà Nhận Chinh nè, Thanh Xuân District, Hà Nội City. Các chị nhìn giùm em. Rất là nhiều người, và đặc biệt nữa nè, các chị coi giùm em nè, nó đem hết tất cả những thành phần sản phẩm. Vitamin C, vitamin E, NMN, glycerin, nó ghi đầy đủ hết vào trong cái hộp này. Bao nhiêu vị khách hàng đã bị lừa? Rất là nhiều. Các chị chỉ nhìn thấy chữ tiếng Anh ở trên đây, người ta like, người ta nói đang báo 1,2 triệu giảm còn 350 là các chị thấy rẻ, các chị cứ chốt. Nhưng các chị ơi, các chị đâu có coi kỹ đâu. Nó là của Việt Nam sản xuất. Cái vỏ này em muốn sản xuất, em ghi đủ hàm lượng lên cũng được vậy, đâu có được ai kiểm định. Còn hàng các chị nhập trực tiếp từ nước ngoài về, thông quan phải được kiểm định. Và tất cả các sản phẩm Hàn Quốc các chị nhìn nè, nó có ghi hàm lượng rõ ràng. Các chị nhìn nè, nó ghi rõ ràng đầy đủ, và nó có ghi lại địa chỉ. Khi mà các chị check code, nó sẽ có cái mã code, nó sẽ ra cái mã địa chỉ, mã web của cái thương hiệu này luôn, thì các chị mới uống. Còn đây, em hỏi các chị, 300 mấy chục ngàn, các chị thấy rẻ hơn những sản phẩm của Hàn Quốc các chị mua, thì các chị uống có da, các chị có đẹp được hay không? Mà các chị còn không biết là các chị đang uống sản phẩm nào. Rồi hôm qua có chị Hoàng Kim, chị hỏi em là em ơi, em đem cái gì nước uống collagen NMN về đi, thấy người ta đang bán rất là nhiều. Hiện tại Hàn Quốc chưa có nước uống collagen NMN. Nó chỉ mới có thật collagen NMN elastin thôi. Chưa có nước uống. Nhật đang dẫn đầu, Nhật Bản có trước, nhưng hàng chính hãng một hộp trên cho em 6 triệu hơn. Hiện tại trên thị trường có những người bán 2 triệu mấy, có hàng loại 2 Trung Quốc xuất khẩu. Trung Quốc làm. Em hỏi các chị, nói chung là mình không bán được những cái hàng mắc thì thôi, mình bán hàng khác, không chơi hàng giả. Có thể người ta bán kem, mỹ phẩm, người ta bán hàng giả các chị xài, da các chị có thể hư một chút. Nhưng mà những cái thực phẩm chức năng này uống vô trong người, da các chị bị gì các chị đâu biết được. Các chị coi này, vừa có retinol, vừa có glutathione, vừa có NMN. Thì hỏi những người mà càng thích làm đẹp, người ta chỉ nhìn vào những chữ này thôi là người ta đã muốn có ngay cái chai này để người ta uống. Nhưng mà cái này là của Việt Nam sản xuất. Có được thông quan đầy đủ hay là có được này nọ đâu mà các chị dám uống. Mà em thấy nhiều người ta live stream vẫn rất là nhiều người mua. Đó là lý do tại sao em phải đặt về để em like cho các chị coi, để các chị biết được. Đừng bao giờ nhìn bề ngoài nha các chị nha. Sai lầm thật sự luôn. Em khẳng định các chị luôn. Nói chung các chị mua cái gì cũng được, nhưng các chị càng nghĩ đi, tiền nào thì của đó. Không có sản phẩm nào mà hàng chính ngạch nhập 100% từ Hàn Quốc về mà luôn cả tiền lời, không bao giờ có giá rẻ được. Nhất là sản phẩm thực phẩm chức năng. Hàng rẻ đâu có đủ nguyên liệu để người ta làm đâu mà các chị muốn mua được hàng rẻ. Các chị mua hàng rẻ, các chị chỉ mua thứ nhất hàng cận đát, và cái thứ hai là hàng dỏm thôi. Em nói thẳng các chị luôn. Ai có like chia sẻ like giùm em nha. Dạ, 1.1C1T giúp em chị nha. Em đang có chương trình là Elastin 850, mua một em tặng một bọt ốc anh Vũ Hoa Mai Ngọc Trai, cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò. Dạ, Elastin em tặng chị Ngọc Quỳnh. Dạ có đơn. Elastin em tặng chị Bích Hằng Trần. Dạ có đơn. Elastin tặng chị Hạnh Dung. Dạ có đơn. Elastin em tặng chị Đỗ Vi Diệu. Dạ có đơn. Elastin em tặng cho chị Xuân Ngô. Dạ có đơn ạ. Uống thử đi rồi có một cái làn da đẹp, rất nhiều khách. Có nhiều người cứ năn nỉ em hỏi collagen X5 là gì. Nhà em có mấy hộp thôi, em chưa bán. Hiện tại là bên Hàn Quốc nói là chưa có sale. Em đưa em chị hộp collagen X5 chị chiều chiều
chiều chị đem xuống đi. Dạ đây chị. Đây. Em bảo đảm khi các chị xài cái hộp này, các chị bỏ hết những dòng các chị đang xài, các chị tin không? Em xài cái này xong là em cảm thấy là trời ơi sao đỉnh dữ vậy. Collagen. Collagen. Đa số những sản phẩm kem dưỡng collagen là ít rồi, bình thường. Nhưng collagen X5 là nhân cho 5 lần collagen. Thứ nhất là hàm lượng cực kỳ cao. Và cái thứ hai nữa, nó có nhiều thành phần để làm sáng da và trị nám, mà không có thành phần giống như là bào mỏng da hoặc là làm cho da các chị mỏng yếu. Một hộp này bên Hàn Quốc gần 2 triệu bạc một hộp, nhưng xài cực kỳ căng đét, xài cực kỳ xịn luôn. Ai có like chia sẻ like giùm em hộp này em đang xài. Hàng mới là nó đều có nem phong nha. Hộp này em đang xài rồi nên em mở ra cho các chị coi. Em nói các chị nhìn này. Khi các chị xài cái hàng chuẩn xịn, các chị nhìn nha. Cái bộ sản phẩm cầm lên nó rất là sang và đặc biệt nó rất là giá trị. Đẹp lắm luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn xò mấy chị yêu nha. Đẹp không? Collagen X5. Xài đi rồi phải nói các chị ơi, hai từ đỉnh của đỉnh. Em nói các chị ơi, ghiền ơi là ghiền. Bình thường các chị dùng kem dưỡng thông thường, nhưng ở đây nó không phải là kem dưỡng thông thường mà kem dưỡng collagen tươi. Collagen nhân cho 5 lần, hàm lượng của nó cực kỳ đỉnh luôn và đặc biệt nữa là cực kỳ VIP luôn. Đây, em đưa lên da cho các chị coi. Cái tinh chất của nó, em nói thiệt mà, chị dùng là chị nghiện. Đã lắm chị ạ. Đã lắm chị ơi. Mà đặc biệt nha, da chị mà đang bị khô, nó thay thế được kem đa năng luôn. Hay ở chỗ đó. Trong sản phẩm này có thêm nhau thai kiều và tế bào gốc, nên khi các chị xài cái kem này, da các chị phục hồi cực kỳ nhanh. Mà khi mà thoa lên nó căng bóng liền ngay lập tức, cung cấp độ ẩm tuyệt đối luôn á. Đẹp lắm chị. Em cam kết chị thoa lên da chị mềm ngay lập tức, mềm liền luôn, lềm mềm trong 1 phút 30 giây. Thẩm thấu cực nhanh luôn mấy chị yêu nha, mà da chị cực kỳ mềm mấy chị yêu nha. Các chị xài thử đi. Em nói các chị mà cực ghiền luôn. Da em siêu nhạy cảm luôn á, em sợ nhất là xài những sản phẩm mà có cồn ở trong đây, nhưng tất cả những sản phẩm em mua đều không bao giờ có cồn. Các chị thấy không? Da cực đẹp luôn. Đó. Lên nó làm căng bóng da, cung cấp độ ẩm cực kỳ sâu và đặc biệt nữa là X5. Nhưng mà đặc biệt nó hay những cái là nó chống lão hóa, nó chống chảy xệ. Da người nào đang chỉ xệ, các chị dùng cho em cái này. Tuyệt vời luôn á. Nghe Minh Anh tư vấn bây giờ mới biết thực phẩm chức năng và mỹ phẩm phải mua chỗ tin cậy mới biết chị Hạnh Dung. Chưa đâu. Để lát like cho coi cái này. Sáng nay mới đi qua cái shop này. Vì em thấy người ta bán like, người ta bán mạnh lắm. Để ngày mai em mua về em like cho các chị coi, em chỉ cho các chị xem. Lý do tại sao người ta bán nước uống collagen có 130.000 à. Người ta sale có 130.000 mà người ta nói kinh khủng lắm. Người ta đang nói là 1 triệu, 2, 3 triệu một hộp, sale còn 130, hàng thanh lý. Em hỏi các chị thanh lý cái gì? NMN chứ đâu phải là nước lã đâu mà bán 130.000 một hộp. Các chị thấy không, 15 gói thạch NMN của em đã gần 1 triệu một hộp rồi. Mà người ta bán nguyên một hộp 10 chai, 10 ống NMN, 130.000, có chỗ bán 350. Em nói các chị ơi, không có cái NMN nào giá đó đâu. Đừng ham rẻ mà mua. Nghe người ta tung hô cho kinh khủng lên, về uống vô mà mắc công rồi. Em nói thiệt các chị, nói chung không có kiểm định gì hết đó. Nên tốt nhất là các chị, không phải các chị, em nói để các chị không mua chỗ khác, mà các chị mua cái gì các chị phải hiểu rõ, coi hàm lượng đầy đủ rồi các chị uống. Vì không phải một mình em bán, các chị có thể coi ở nhiều nơi. Và rất là nhiều người bán hàng nhập khẩu. Có những người bán hàng rất tốt, em khẳng định các chị luôn. Có những người bán hàng cực kỳ tốt luôn, của Nhật, của Hàn Quốc đầy đủ hết. Nhưng đừng mua người ta nói mà các chị xài những cái loại rẻ rẻ, các chị xài da các chị ơi hư, hoặc các chị uống vô các chị bệnh chết. Em khẳng định luôn. Rồi bây giờ tìm một like cho em nhé. Hũ này gần 2 triệu một hũ. Nhà em chỉ có được mấy hũ thôi. Chị nào muốn xài thử cái này cho em xin comment. Ai muốn xài thử cái kem collagen X5 này cho em xin comment. Em không nổ đâu nha. Em không nổ nó X5 đâu nha. Mà nó là X5 nha các chị nha. Nó là Hibutan Agen Collagen X5. Tên của nó là như thế. Chứ
Không phải là em nổ lên là nó hàm lượng nó là nhân năm so với collagen thông thường nha. Cực đỉnh của đỉnh luôn. Dạ chị nào muốn trải nghiệm thì lên chị trải nghiệm giúp em chị nha, cực đỉnh với chị Hằng. Mạng không xem được bé ơi, chị hát cái trần, ai không coi được cho em một tim một like đi các chị, ai không coi được cho em tim một like. Elastin một liệu trình là bao nhiêu hộp? Em khuyên các chị nên uống, nói chung là thường thường elastin từ dao động từ 3 cho tới 6 cho tới 9 hộp tùy cơ địa. Da rất rất là đẹp luôn. Hôm nay em có được mấy hộp kem collagen này em tặng cho mấy người xài thử, nhưng chỉ được mấy người thôi. Vì cái này em có được sẵn ở đây, em có được mấy hộp à? Cái này em không có nhiều. Một hộp này gần 2 triệu hơn một hộp rồi. Nên em không có số lượng nhiều để em tặng các chị. Các chị lên cho em cú pháp đi, em tặng các chị. À, hồi nãy là em tặng với bộ ốc rồi đúng không? Bây giờ em có thêm một cái chương trình nữa để cho các chị đẹp toàn diện luôn. Các chị ghi giùm em cú pháp nè. Ai lấy các chị ghi giùm em cú pháp nè, elastin. Em cho các chị một bộ để da các chị đẹp luôn, được không? Dạ, lấy em phải là elastin với chị nha, một bộ. Ai lấy bộ, ai lấy elastin. Em tính em sẽ có một cái chương trình thứ hai. Ai lấy elastin em tính các chị 850, em tặng cho một người may mắn một hộp kem collagen X5 này để cho các chị xài và trải nghiệm thử. Không đồng. Dạ, lên giúp em elastin 850 mình được tặng kem collagen X5 không đồng. Xài không ghiền em anh, trả lại tiền. Mạng yếu thì ráng tương tác mạnh lên cho đẩy view lên và cho nhiều người coi like. Ok chưa? Cái này là cái chương trình Elastin tặng cái kem collagen này là 21:46. Bắt đầu từ 21:46 chị nào đang coi like, một tim, một like và một share. Xài đi, về cho em xin feedback liền. Đỉnh của đỉnh. Các chị Elastin, các chị dùng một liệu trình da các chị sẽ rất là đẹp. Một liệu trình là 3 hộp. Uống 3 hộp đi, da các chị đẹp vô cùng. Nghe em trải nghiệm thử đi, không bao giờ làm các chị thất vọng. Riêng cái này em nói chung những sản phẩm nào em tâm đắc em sẽ tư vấn, em sẽ nói rất là rõ. Thời gian em bán được rất nhiều sản phẩm nhưng em vẫn muốn nói để cho các chị hiểu được các chị đang sử dụng cái gì. Xài thử đi, không ghiền em trả lại tiền. Các chị dùng kem dưỡng các chị thay đổi mỗi ngày để da các chị đẹp. Các chị biết tại sao các chị dùng có một loại kem hoài da các chị không ăn không? Vì lúc đầu da nó đẹp nhưng lúc sau nó bị lờn, nó hấp thu được nhiêu đó thôi. Xong các chị lại đổi, các chị kết hợp thêm sản phẩm khác thì nó sẽ bắt đầu, nó sẽ tăng cái hiệu ứng làm cho da các chị hấp thu thêm. Thì da các chị mới cảm thấy có hiệu quả tiếp. Đó là lý do tại sao người ta xen kẽ, hôm nay người ta dùng kem C, ngày mai người ta dùng kem nám. Ví dụ như vậy, để da nó thay phiên đổi, để nó hấp thu cái chất dinh dưỡng vào trong da. Các chị xài thử đi, đỉnh của đỉnh. Lên giùm em cú pháp Elastin, em tặng kem collagen. Dạ, em cũng phải là Elastin mấy chị nha, 850 mua một, em tặng một hộp kem collagen nhân 5 luôn mấy chị nha, cực đỉnh luôn mấy chị, da cực kỳ đẹp. Sai không ghiền em, trả lại tiền. Hứa nó cuộc đời luôn. Elastin à, em tặng. Hello chị Thơm, em chào chị Thơm. HS Trần ơi, coi không được thì ráng avo coi lại nha. Elastin em tặng chị Huy Gia. Dạ có đơn ạ. À. Elastin em tặng chị Khánh Ly Huỳnh Phạm. Dạ có đơn ạ. À. Elastin chị Bích Hằng Trần. Dạ có đơn ạ. À. Elastin em tặng cho chị Ngọc Quỳnh. Dạ có đơn ạ. À. Elastin em tặng cho chị Thơm Nguyễn. Dạ có đơn ạ. À. Elastin em tặng cho chị Vũ Lê. Dạ, khách hàng mới để lại số điện thoại. Ai khách hàng mới để số điện thoại. Rất mong những chị khách đang coi like trải nghiệm thử. Tin em một lần. Rất mong tất cả những chị đang coi like trải nghiệm thử. Cái hũ này xài được ngày và đêm. Dạ chính xác. Hũ này xài được cả ngày và đêm. Uống Elastin, trong đây có collagen rồi, kết hợp cho em thêm collagen X5. Bảo đảm da đẹp. Tất cả 100% của Hàn Quốc hết. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Các chị nhìn nè. Những cái sản phẩm này từ bên Hàn Quốc nè. Nó có đầy đủ thông số nè. Các chị nhìn em chỉ, các chị nhìn nè. Đấy. Nó có đầy đủ hết thông số. Mã số thuế. Các chị mua nhập trực tiếp từ Hàn Quốc. Nó mới chuẩn. Đừng mua những loại đằng trước nó ghi tiếng Anh. Mình nhìn người ta livestream mình không biết được đâu. Nói chung là hàng hóa mình phải cầm trên tay các chị mới biết được. Em nói thẳng em like em sợ các chị hiểu lầm lắm. Nên em like em phải quay cái hộp em like kỹ cho khách xem. Nha. Em bán em kỹ ở chỗ đó. Em khác người ta là em rất là kỹ những cái chỗ đó. Và hàng này là hàng mới, đắt mới hết. 2024 tháng 11. Đắt rất là xa. Giờ trải nghiệm cho em đi. Bảo đảm không ghiền em anh trả lại tiền. Cực kỳ ghiền luôn. Cực kỳ đẹp da mấy chị nha. Lấy em cũng phải là Elastin mấy chị nha. 850 mua 1 em tặng 1 kem collagen mấy chị nha. Thẩm thấu cực kỳ mạnh vào da. Ai hôm nay ấy mà coi uống Elastin mà em tặng ấy, ráng
để dành tiền mua đủ liệu trình mà uống. Tập trung mua đủ liệu trình mà uống, uống đi sẽ thấy khác. Vì em không thích bán một hộp cho các chị. Em lúc nào cũng muốn các chị là mua đủ liệu trình. Tại sao các chị muốn mua, các chị uống đủ liệu trình thì các chị mới duy trì, các chị mới cảm thấy hiệu quả được. Còn khi mà các chị uống có 5-6 ngày xong các chị thấy qua livestream người khác, các chị thấy người ta đang like bia cái kia nó hay, các chị lại bỏ cái này, các chị qua uống cái khác. Thì các chị uống 10 sản phẩm các chị cũng không thấy da các chị đẹp. Bắt buộc các chị uống cái gì cũng phải theo một cái liệu trình thì mình mới thấy cải thiện trên da. Dạ các chị nha. Ai coi like tương tác giùm em, rất mong các chị xài thử. Vải gọi là thật sự là năn nỉ để các chị xài thử. Đẹp lắm các chị ơi. Trải nghiệm thử của chị nha, cực kỳ đẹp da với chị nha. Chị nào đấy cũng thấy em edit. Hôm em thấy hôm nay tương tác hơi kém, cho em hỏi những chị đang coi like thầm kín yêu dấu nha. Vì em thấy cũng 290 người coi chứ không ít ỏi gì. Hôm nay là lượng tương tác coi nhiều hơn ngày hôm qua. Hôm qua có 200-203 thôi, hôm nay tới 209 lận. Thì em hỏi tất cả những chị đang coi nè, có chị nào đang coi like của em mà các chị thích cái gì mà các chị chưa mua được không? Ví dụ như sản phẩm, các chị muốn trải nghiệm elastin hay các chị muốn trải nghiệm collagen, các chị chưa mua được, các chị comment đi. Em sẽ ráng em làm một cái chương trình gì đó cho các chị để các chị có thể trải nghiệm được. Trời lớn luôn, hứa là làm. Dạ mấy chị muốn trải nghiệm sản phẩm nào bên em thì mấy chị có bình luận giúp em mấy chị nha, để chị ăn hỗ trợ cho mấy chị mà tương tác mạnh tay một chấm một xe một đi giúp em mấy chị. Hứa là làm luôn, tại vì em muốn thật là nhiều người xài thử thì người ta mới cho cảm nhận được. Ví dụ như một hai người xài thì cũng một hai người xài người ta cảm nhận thôi, nhưng nhiều người xài thì các chị sẽ có một cái nhìn khác. Nói chung là nay em bắt đầu em đánh lại mỹ phẩm và em bán những mỹ phẩm đắt tiền. Đối với em là em không bán mỹ phẩm rẻ, đó giờ em thích bán mỹ phẩm đắt tiền. Vì đắt nhưng mà xài nó đâu nó ra đó. Các chị xài rẻ, da các chị hư, các chị cũng phải mua cái mới. Hoặc các chị đi trị liệu da nó cũng vậy à. Mình mua những cái nào đáng đồng tiền để mình xài. Em nói thiệt, nhiều em xài mỹ phẩm em tiếc tiền lắm. Em mua một bộ kem mấy triệu bạc em tiếc lắm á. Nhưng mà em vẫn phải xài, để vì cái da mình là cái mặt tiền mà. Nó đẹp. Có chương trình gì em chị mới vào, hồi nãy em tặng gì quên rồi, elastin. Elastin 850, elastin collagen ấy 850, em tặng một bộ ốc ngọc trai. Em tặng một bộ ốc ngọc trai. Em tặng một bộ ốc ngọc trai và em tặng và chương trình này là chương trình khác. Và chương trình elastin em tặng với lại hũ kem collagen, hai chương trình khác nhau. Dạ, Minh Anh có sữa gì mới không Minh Anh, chị Nguyễn Nhung? Em chỉ còn sữa. Chị Nhung ơi. Em đưa em chị, bây giờ em còn hai hộp sữa em hết luôn rồi. Sữa bắp với sữa mè đen. Sữa bắp em còn hai hộp, chị uống rồi, chị mua không? Em làm chương trình cho chị trải nghiệm thử. Đẹp không? Bôi lên da căng thấy rõ luôn. Khẳng định. Em nói các chị xài thử đi. Em xài bao nhiêu loại kem rồi mà em dùng cái này em còn phải khen đỉnh của đỉnh, là các chị biết đỉnh cỡ nào. Thề luôn, rất mong các bà chế đang coi like xài thử để biết đỉnh của đỉnh. Dạ, thảm hấu cực nhanh vào da mấy chị nha, mà căng bóng da luôn mấy chị ạ. À, em còn hai hộp sữa non bắp. Sữa non bắp ngon cực. Chị thích gì chị comment đi, em làm chương trình em tặng cho chị. Khoan từ từ. Hôm nay tương tác hơi kém đó, chứ em phải làm cái gì đó em tặng cho nó máu lửa quá. Tặng lớn tặng xấu chị nha. Bây giờ chỉ có tặng vàng thì mới tương tác thôi. Em đưa cái mặt mẹ quan âm vàng đắt tiền trong cái túi hôm bữa chị đi Thái về chị. Chưa bao giờ em like. Đưa qua đây. Chưa bao giờ em like vì em tiếc. Em để dành. Khi nào mà em ế quá em mới tặng. Em nói thật. Tại vì cái mặt nó đắt. Nhưng mà hôm nay em thấy tương tác kém quá, em chắc em phải tặng cho nó lên view quá. Dạ tặng xong rồi mấy chị nha, tương tác mạnh tay giúp em mấy chị ạ. Ôi đẹp lắm chị ơi. Đẹp dạng người chị ạ. Cho các chị xem. Chị muốn mua sữa không thôi. Ai coi like chị sẽ like để lát em làm chương trình với sữa. Đẹp lắm chị ơi. Mặt này em nói các chị, nó làm từ vàng non, nó nguyên một mặt được làm từ vàng non. Là các chị biết giá trị cỡ nào rồi, đẹp cỡ nào rồi. Quay cam sau cho các chị coi nha. Mặt này là em nói các chị phải nói hai từ luôn. Đẹp nhất từ xưa tới giờ em bán. Ở trên là ở chính giữa là ngọc. Ở chính giữa là ngọc và xung quanh là làm từ vàng non. Mặt này em sên từ Thái em gửi về.
Ai đang coi like thấy đẹp không? Cho một tim một like mạnh mạnh lên trên like được không các chị? Dạ chứ nào thấy đẹp cho em một tim một like với chị nha. Hoặc là một chữ đẹp vào comment với chị nha. Tăng tương tác giúp em với chị nha. Ở ngoài là cực kỳ đẹp, nhìn mẹ cực kỳ bình an đó mẹ và mai. Xung quanh á là được cẩn xoàng, xung quanh là được cẩn xoàng nè các chị. Và đặc biệt nữa, tất cả đều làm từ vàng non. Và mặt mẹ ở chính giữa thì được làm từ ngọc. Đẹp lắm chị ơi, đẹp không thôi luôn ấy. Em nói các chị mà, đẹp tuyệt vời. Mẹ ơi hôm nay mà ai mà tương tác mạnh, chắc mẹ ơi phải tặng. Em nói các chị nha, tiền tặng của em nha, trên 4 triệu bạc. Đợi chút xíu để hình dung. Bà nhớ cái dây hổ phách, dây chuyền đeo cổ giống như tôi đeo cái mặt Phật Lam Ngọc của tôi không? Cái mặt nguyên một dây gần 3 triệu, cái dây hổ phách á. Lấy cái dây đó ra đây, chơi luôn. Dạ, chơi lớn chơi. Hôm nay em tặng kịch liệt, hết mình, sắp sang, xe like cho em. Mấy chị xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay. Hôm nay, ai muốn được tặng cho xin chữ muốn. Hôm nay em tặng mấy chị, trời ơi nãy giờ livestream tương tác kém quá. Hôm nay các chị thích cái gì các chị comment đi, em tặng hết. Hôm nay các chị thích cái gì comment đi, em tặng hết. Share like dùm em đi. Hôm nay 296 người coi like mà tương tác rất là kém nha. Hơi bị buồn 1 phút 30 giây. Dạ, mấy chị yêu thích sản phẩm nào thì cứ có em. Ai nhớ cái dây hộ phách em đeo dây cổ này không? Em đeo chung với mặt mẹ quan âm Lam Ngọc của em đấy. Nhân viên mới mở ra nè. Má ơi định của đỉnh. Em xin dành tặng ra vài chị chi ân cho nó sập sàn. Em tặng cái mặt không thôi là đã thấy máu lửa rồi. Mà em tặng cái dây em sâu vào trong đây thì phải nói là đời không nể luôn. Ai thích cho xin chữ thích. Chơi lớn luôn. Dạ chứ nào hết thì cho em xin chữ hết. Nhiều chữ hết là chơi lớn chơi sắp luôn mấy chị yêu nha. Nhìn mẹ là cực kỳ bình an và may mắn rồi mấy chị yêu ạ. Kiểu đúng, nếu mà tặng như vậy là đời không nể đúng không chị? Ai coi like chia sẻ like. Hello chị Hương Nguyễn. Nhưng mà không phải ai cũng có đâu nha. Nhiều tiền lắm đó. Nhưng em sẽ cố gắng em tặng các chị hết mình. Để hôm nay các chị tương tác thiệt là mạnh dùm em. Hôm nay các chị thích cái gì? Chị thích cái gì comment đi em chơi lớn. Chị Dung ơi, chị Dung thích cái gì? Chị Dung comment đi em chơi lớn. Nãy giờ các chị thích cái gì? Các chị comment đi em chơi tới bến. Em tặng không suy nghĩ luôn nè. Ai coi like comment cho em biết một cái nha. Dạ bây giờ hết sản phẩm nào bên em phải comment giúp em chơi lớn chơi sốc luôn nha mấy chị yêu nha. Comment với em nhanh tay với chị và lên vô trình luôn mấy chị yêu nha. Kem collagen dark, kem collagen dark chị ạ, kem collagen không rẻ. Chị muốn mua là chị phải đợi khi nào sale em mới gom về được. Vì bây giờ hãng nó vẫn đang giá rất là cao. Em nói với chị rồi mà em mua là em mua trong tài khoản. Nên là một cái combo của nó là chỉ dao động được 12 hộp thôi. Nên là phải canh. Mấy cái này đa số là mua sale mà. Tại vì Hàn Quốc những sản phẩm mỹ phẩm đắt tiền là nó ít khi nó bán xỉ lắm. Nó bán xỉ ví dụ như đã bán 2 triệu đi. Nó xỉ cái chị thì nó bán cũng phải cả triệu mấy một hộp rồi. Mà về Việt Nam bán hộp một hộp kem 1 triệu mấy thì còn lâu cái chị mới mua. Em nói thiệt. Bán thì cũng được ấy, nhưng mà rất ít người mua chứ không phải là nhiều người mua. Tại vì nói chung là điều kiện kinh tế cũng khó khăn. Có người thì người ta chỉ xài được cái loại kem mà kiểu giá bình dân một tí. Nhưng mà những loại kem này là loại kem cao cấp. Em lại thích đánh những loại kem cao cấp vì mình xài mình cảm thấy da mình nó đẹp thật. Cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay em chơi lớn, em sẽ tặng cái máy chị ra cho câu view lên đi. Đây các chị thích gì các chị comment đi em chiều quá chị luôn. Dạ bây giờ sản phẩm nào bên em thì cảm ơn giúp em chị nha, để mang lên chương trình cho mấy chị. Bây giờ các chị chỉ còn nói các chị thích cái gì thôi là em chiều quá chị liền, em hứa luôn á. Dạ cảm ơn mạnh tay giúp em với chị nha, hết sản phẩm nào bên bây giờ thì phong thủy thì nhiều quá rồi đúng không? Rồi bây giờ lại thích kem dưỡng thì cũng có kem dưỡng luôn. Thích cái gì cũng có. Hello em chào chị Nguyên Quỳnh xinh đẹp. Xài kem nhà Minh Anh rất yên tâm vì da cải thiện và đẹp. Bữa giờ chị xài kem tái sinh da nè, da nhìn đã lắm chị ơi. Em nói chị rồi, chị xài cái này thử đi. Phê trên bờ đê chị ạ. Phê trên bờ đê. Đỉnh của đỉnh. Em đi Thái về mà da em không gọi là bị hao mòn một tí nào luôn ấy. 40 độ C là da rất là nóng. Em thấy người ta đi, người ta về da người ta bị đỏ hết. Và đặc biệt nữa là bị đen. Còn nội tiết không Minh Anh, chị Nguyên Quỳnh em hết nội tiết. Nhưng chị Nguyên Quỳnh ráng đợi cho em ít hôm. Em đang canh sale cái mã nội tiết này đang hot tại Hàn Quốc. Nhưng mà nó đang mấy hôm nữa nó giảm giá rồi.
Tại vì nó có đăng ở trên link á, nó có đăng ở trên cái web khâu bang á, là khi nào nó có giảm giá trong khoảng thời gian là nó giống như là có những cái ngày hội như flash sale nè, thì em đăng canh. Chị đợi đi, khi nào mà có là em gom về cho các chị xài, cho các chị trải nghiệm liền ngay lập tức luôn. Dạ, chị Hạnh Dương Nguyễn hết đủ thứ à. Em ơi, xài thử đi. Em ơi, cô Elastin đi, chị nhìn Elastin chị thích quá. Vậy bây giờ nha, bây giờ em like Elastin. Nếu như thích thì em like Elastin để tặng đủ liệu trình các chị uống luôn, chơi lớn. Dạ, chơi lớn. Chơi một lần trong cuộc đời, ai coi được livestream một tim một like một share cho em. Dạ, một tim một like một share với chị nha, chơi cực kỳ lớn với chị nha. Lên Elastin cho mấy chị đủ một liệu trình uống cho đẹp da luôn mấy chị yêu ạ. À. Ba chị đầu tiên. Cái này thì chị tặng đúng ba người thôi nha, hết tiền rồi. Đẹp không? Em giao duyên trong livestream này ba chị khách may mắn. Chị nào á lấy Elastin. Elastin nha. Uống cho biết. Cực kỳ đẹp luôn, em cam kết các chị da siêu đẹp. Em tặng các chị 850 một hộp Elastin. Chị nào lấy một hộp Elastin, em tặng cho một mặt mẹ quan âm bằng ngọc, xung quanh đều là vàng non. Và em tặng cho một cái dây hổ phách gần 2 triệu hơn, một dây sâu đeo làm dây chuyền. Em tặng ba người đầu tiên, đúng ba chị là có thêm sợi dây nha. Vì cái dây này là đắt tiền lắm nên em không thể nào em tặng được hết. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ ba chị em may mắn chị yêu nha. Đấy em có khóa là Elastin 850, mua một hộp em tặng một mặt mẹ quen em và tặng một dây hổ phách mấy chị nha. Chơi lớn chơi xong rồi mấy chị là tương tác mạnh tay 1.1 xe. Em tặng như thế này là sốc lắm có thể rồi đó các chị. Em tặng như thế này là sốc lắm 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 luôn. Hỗ trợ các chị gọi là hết mình lắm luôn rồi đó các chị. Không bao giờ mà tặng được như thế này. Thiệt á, tặng quá trời cái tặng rồi các chị ơi. Đưa giùm chị một cái điện thoại coi. Dạ, em đang có chương trình là Elastin 850, mình được tặng dây hổ phách và mặt mẹ quan âm không đồng luôn nha mấy chị, chương trình siêu hời cho mình luôn ạ. Dạ mua một mà được tặng hai luôn mấy chị nha, nó chương trình siêu hời siêu hot cho mấy chị yêu hời. Chị nào đấy em phát Elastin giúp em 850, mua một hộp em tặng một mẹ quen em và tặng một dây hổ phách mấy chị yêu nha, cực kỳ hot luôn mấy chị yêu ạ. Bây giờ cho hỏi anh câu nè. Hello, em chào chị Nguyễn Huệ. Hôm nay tương tác hơi kém. Thì em sẽ ráng làm sao. Đợi em chút xíu. Khó quá luôn ấy. Bây giờ cho em hỏi nha. Có ai muốn được em tặng lớn nhất đêm nay không? Dạ có gì nào muốn được tặng lớn nhất đêm nay thì lên giữ muốn giúp em với chị nha. Tương tác. Thôi bây giờ em lỡ làm phước rồi. Thôi cho em xin em làm phước luôn. Coi như hôm nay những chị nào, tại vì em biết khách mới coi like cực kỳ nhiều luôn, nó hiện lên người đang xem rất là nhiều khách mới. Nhưng mà nhiều khi nhiều người coi like, khách mới người ta chưa tin tưởng hoặc người ta chưa dám thử để người ta xài. Hôm nay cho em xin, em gieo duyên đúng 10 chị. Em thề là em lỗ cực luôn ấy, nhưng em chấp nhận, em hoan hỷ, em vui, em tặng. Để các chị xài, để không cần phải mua feedback. Mà feedback người ta là phải đi mua, còn feedback của Kinh Ly là feedback thực tế. 100% là feedback thực tế nhất của nhà các chị nha. Hello, chào chị Thuy Nguyễn. 100% là những feedback thực tế nhất, chuẩn chỉnh nhất, các chị xài làm sao các chị cho em cảm nhận như vậy, từ phong thủy cho tới thực phẩm chức năng em. Hôm nay cho em gọi là xin chúc công đức đi, tại vì cái này mặt mẹ em nó thẳng các chị luôn, mặt mẹ em mua và em thỉnh trực tiếp từ bên Thái, thì em đang mới thỉnh về nó có lộc liền thì em cũng muốn gieo duyên luôn cho khách, nhưng mặt đó em phải bán chứ em không tặng được. Cho hôm nay em xin tặng 10 chị, hôm nay chị nào coi được like của em xin phép em tặng 10 người. Hồi nãy em tặng là cái gì quên rồi. Hồi nãy em tặng Elastin đúng không? Hồi nãy là em tặng Elastin, một hộp Elastin là 850. Em tặng một hộp là em tặng một hộp collagen X5. Em xin tặng trong livestream này 10 người. Comment đầu tiên. Chị nào hồi nãy lấy Elastin comment lại. Mua một Elastin, em tặng một collagen X5. Và em hoan hỷ đúng 10 chị, em tặng một mặt dây chuyền và một dây hổ phách không đồng luôn. Dạ chơi lớn chơi xong rồi chị nha, lên có phải là đồ
được không? Em à. Có nghĩa là quà tặng ngập trời nha. Ai coi live, chia sẻ live. Và em chỉ tặng đúng live stream ngày hôm nay. Trực tiếp trên live stream ngày hôm nay, những người hồi nãy comment Alatin tặng kem collagen vui, vui lòng comment lại cho em thề các chị. Chưa bao giờ em tặng nhiều như thế này, nhưng em mong muốn là em sẽ hoan hỷ và em tặng những cái gọi là thực sự may mắn và những cái gọi là sản phẩm mới và hot nhất em tặng cho các chị. Ok chưa? Ai coi like chia sẻ like được không các chị? Dạ qua tặng ngọc tràng với chị nha. Đây em cũng phải là Elastin 850 mua 1, em tặng một kem collagen, tặng một mặt mẹ quen ăn và em tặng cả bộ như thế này luôn, 10 chị nha. Mẹ quan âm bằng ngọc và xung quanh đều làm cho em là vàng non và nguyên một cái dây hổ phách. Em sẽ sâu lên như thế này, cái dây này là chưa có làm nha. Em sẽ sâu lên đây để cho các chị đeo giống như là cái dây hổ phách lam ngọc của em. Được không? Mấy chị nãy giờ comment rồi, comment lại dùm em như chị Bích Hằng Trần đồ này nọ nè. Như chị, những chị mà comment hồi nãy giờ nè, comment lại dùm em cái phần này nha. Vì bây giờ em bắt đầu em lọc. Em bắt đầu em lọc để em tặng các chị. 10 chị may mắn. Cho luôn, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Ai coi like, share like dùm em. Chị nào lấy lên giúp em Elastin 850 để được tặng dây hổ phách mặt mẹ quan âm và kem collagen X5 luôn nha mấy chị. Rất rẻ rồi. Kiểu cứu rất rẻ rồi. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Thề các chị luôn, nhớ giùm em nha. Em like mỗi like, chương trình mỗi khác. Em không đổi cái này qua cái khác được. Vì khi em đổi rồi thì người này em đổi được, người khác em không đổi được. Cái này là một cái hoan hỷ rồi chị Xuân Nguyễn. Nếu như chị cảm thấy ok thì chị đặt thôi. Chứ em nói thật các chị là em bán cái này em không lãi. Em bán, em làm cái chương trình ngay bây giờ em like em không có lãi, nên em không thể nào đổi. Nếu em có lãi thì em có thể đổi để em có thể ăn lời rồi, nhưng không. Em nói thẳng các chị, em chỉ muốn em gieo duyên. Em chỉ gieo duyên một lần thôi. Và để cho các chị nhận được quà. Và em bán thì em có thể em đổi cho các chị được một lần, nhưng những lần sau người khác lại bắt buộc em phải đổi. Em rất là khó bán, nên các chị phải thông cảm giùm em. Chứ không phải em làm khó, ai em cũng dễ dàng như ai hết. Nhưng mà mua hàng thì phải kỹ lưỡng một tí, để đợt sau không phải mệt các chị ơi. Thề luôn. Hôm nay các chị phải xài đi rồi cho em xin cảm nhận đỉnh của đỉnh các chị ạ. Dạ, mọi chị em may mắn đầu tiên nhanh tay bình luận giúp em chị nha. Elastin là 850 mua 1, em tặng 1 collagen X5 và tặng 1 mặt mẹ quen em và tặng 1 dây hổ phách với chị nha. Quà tặng ngập tràn nhân 3 với chị nha. Chương trình siêu hồi siêu hot cho chị yêu luôn. Quà đè xỉu cái đùng. Chưa bao giờ tặng kinh khủng như vậy, đúng không Hạnh Dung? Quá lớn. Hôm nay quà quá lớn. Nhưng xài đi về, kem nói trước nha, kem này là nói trước nha. Kem này là về là đừng để dành nha, xài là phải xài liền. Kem đắt rất xa, 2024 tháng 11. Hàng lúc nào cũng hàng về, hàng mới hết. Nhưng kem này là về là xài liền, đừng để dành. Tại vì sao? Xài đi rồi, rồi các chị sẽ cảm nhận là đỉnh của đỉnh. Đỉnh của đỉnh. Có gì nhắn chị Thi Kim. Dạ chị. Để chị Thi Kim vô, chị Thi Kim mua. Tại vì nhiều người không coi like được của em. Có nhiều người rất thích, nhưng mà nhiều khi người ta không nhận được thông báo, người ta không coi like được của em. Em nói thì các chị tặng kinh khủng, tặng kịch liệt như kiểu này. Em nói thì các chị, chưa bao giờ mà em tặng lớn như vậy luôn. Vừa có kem để xài, vừa có mỹ phẩm để xài, vừa có phong thủy để các chị sử dụng. Không ai tặng quà nhiều như em được như vậy. Hứa các chị luôn. Ok chưa? Ai coi like, share like dùm em nha các chị nha. Dạ, 1.1 xe 1 tim mấy chị nha. Chương trình siêu hot, siêu hời cho mấy chị yêu luôn à. Lên cũng phải cho em Elastin 850 mua 1, em tặng 1 kem collagen X5, tặng 1 mặt mẹ quan âm và tặng 1 dây hổ phách luôn mấy chị nha. Qua tặng ngập tràn luôn mấy chị yêu ạ. Đâu mặt mẹ quan âm? Đây. Mặt mẹ quan âm em sẽ sâu lên dây này để cho các chị đeo. Dây này là chưa làm đâu, dây này là chưa làm đâu. Đây là dây hàng mẫu của em. Còn dây em đeo là em hay đeo ở trên live đó các chị thấy rồi. Đẹp nữa, bực mình Minh Anh ghê luôn. Đẹp gì? Đẹp gì vậy Trang? Đẹp lắm. Để quay qua cho coi cái mặt Phật lại nha. Ôi nhìn là chỉ có hai từ thôi là ghiền đó các chị. Ghiền lắm luôn ấy. Đẹp cực luôn á. Dạ ơi, cực kỳ đẹp mấy chị nha. Mà bực cực kỳ bình an và may mắn luôn ạ. Em nói chung là em rất có duyên với mẹ quan âm. Nên em đi thái em thỉnh mẹ quan âm. Hoặc là em gieo duyên, em xin mẹ quan âm rất nhiều. Và ngay cả em đem mẹ quan âm đem đi theo rất nhiều luôn. Vì em rất là tin tưởng. Em sử dụng mẹ quan âm, nói chung gọi là sử dụng thôi. Nhưng em gọi là một cái tâm linh đó các chị. Nên mình cảm nhận là mình sử dụng mẹ mình đeo ấy, mình cảm thấy rất là bình an. Nên chị nào mà tâm không được bình an và các chị có nhiều cái áp lực trong cuộc sống thì em nghĩ các chị đeo mẹ quan âm là rất rất là ok luôn đó các chị. Ok chưa? Rồi bây giờ em sẽ tặng nha. Tặng nha. Dạ tặng sắp, tặng lóc rồi nha mấy chị yêu ạ.
Em tặng chị xài kem nhà mình đẹp vậy ai chịu nổi đây. Tặng má ơi, tặng kịch liệt. Tặng khủng khiếp. Tặng không suy nghĩ luôn. Rồi bây giờ đọc nha. Em chào chị Nguyễn Huệ, lâu quá mới thấy chị Nguyễn Huệ. Em tặng cho chị Hạnh Dung. Dạ có đơn ạ. Mua Elastin 850, tặng một kem collagen, tặng một mặt Phật mẹ Quan Âm và tặng một dây hộ phách sậu vào đeo cho nó đẹp. Tặng chị Hoa Ngọc. Dạ có đơn ạ. Em tặng chị Vân Nguyễn Ngọc. Dạ có đơn ạ. Em tặng chị Mimi. Dạ có đơn. Chị Mimi này là khách mới hay khách cũ vậy? Chị Mimi hay ghé shop. À chị Mimi hay ghé shop hả? Trời hôm nay bà đổi tên Mimi y ngắn, ai mà biết Mimi nào. Em tặng cho chị Gia Huy. Dạ có đơn ạ. Em tặng cho chị Ngọc Quỳnh. Dạ có đơn ạ. Em tặng cho chị Bích Hằng Trần. Dạ có đơn ạ. Em tặng cho chị Thơm Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Em tặng cho chị Thủy Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Em còn sót ai nữa không thì em không biết. Ai mà em ẩn comment rồi thì các chị comment lại giùm em nhé. Nhiều comment nó bị ẩn thì các chị vui lòng các chị comment lại giùm em nhé. Nhớ nốt nha. Dạ, tương tác một chấm một xe giúp em với chị nha. Em đang có chương trình là Elastin với chị nha, là 850 với chị yêu ạ. À. Elastin là cái bột uống đẹp hơn collagen hiện tại đang hot tại Hàn Quốc. Là bữa giờ em đang dùng em có nói là 850, tặng một kem collagen X5 của Hàn Quốc và tặng một mặt mẹ Quan Âm làm từ vàng non và tặng một cái dây chuyền hộ phách đeo chung, nhưng em chỉ nhận đơn thêm một người cuối cùng thôi, em không tặng nữa. Ai coi like chia sẻ like. Đang khó khăn lắm, hôm nay Minh Anh hoan hỷ tặng phong thủy, mong nhận được may mắn nè, cảm ơn em. Ôi là trời, em nói thật với em không gọi là lâu lắm rồi mới thấy chị ấy. Vì bình thường là tên của chị là Mimi dài, nên lâu lâu nhiều khi comment vô em không biết ai thế. Chị phải nói là chị là Mimi nè thì mới ra em còn nhớ. Một hộp chị uống được nửa tháng. Một hộp chị uống được ba. Một hộp chị uống được nửa tháng cho em. Elastin nha. Chị Ngô Thu Hiền. Elastin Ngô Thu Hiền là khách mới hay khách cũ? Khách mới chị ơi, để lại số điện thoại. Ai là khách mới phải có số điện thoại thì em mới chốt đơn cho các chị được. Nhân viên em mới gọi cho chị được. Em nói các chị muốn bâm cái gì của em, các chị bâm cũng được. Nhưng riêng mặt Phật mẹ Quan Âm đừng bao giờ bâm nha. Tại vì sao? Thiên lắm á. Mà nhất là em mới sen từ Thái về. Nhớ, có thể bơm kem đánh răng, bơm sữa tắm, bơm dầu gội, bơm cái gì cũng được. Tùy ý các chị, nhưng đừng bao giờ bơm phong thủy của em. Em bán em kiên kỵ nhất là bơm phong thủy luôn. Các chị có tin không, phải em nói gì đâu. Có những người thỉnh ốc, người ta bơm về xong rồi người ta mất lọc, người ta phải năn nỉ em thỉnh lại 2-3 người rồi chứ không phải là một người. Em chưa bao giờ rủa ai. Người ta mua hay không mua đó là chuyện của người ta. Nhưng mà quan trọng là người ta kiểu cảm giác cái tâm linh. Thỉnh xong rồi người ta lại ship tới nhà mà không nhận, kiểu lọc tới mà không lấy đó. Xong người ta bị xui, người ta phải kiểu thỉnh lại mấy lần mấy người rồi, nên em mới nói các chị ơi, các chị bùm cái gì cũng được, đừng bao giờ bùm phong thủy của em. Ok không các chị? Rồi bây giờ em sẽ qua. Nói chung là em like, em thích tư vấn kỹ. Ai mà nãy giờ mà được tặng Elastin 2-3 lần ấy thì ráng mua đủ liệu trình. Hello chị Mami. Em thấy chị Mami là em có mặt mẹ Quan Âm là em nhớ này. Chị Mami ơi, lấy quà không chị Mami nè. Hôm nay thấy Mami Mai Nguyễn đang xem nè, bà khoái mẹ Quan Âm lắm. Phong thủy ai dám bơm mất lọc hết. Trời ơi, vậy mà cũng có nhiều người bơm nữa. Nên là phải dặn trước. Hôm nay nói chung ai mà khoái mẹ Quan Âm em nhớ là em chào à. Em có nhiều khách thích mẹ Quan Âm lắm, nhưng mà lâu lâu em người ta không coi like em không nhớ tên hết. Nhưng những chị nào mà hay tương tác, ví dụ lâu lâu hay chào hello em thì em nhớ thì em chào. Em có chương trình quà tặng này chị Mami ơi. Mẹ Quan Âm đẹp lắm chị. Dạ chương trình siêu hot chị nha. Siêu nè, tặng luôn ạ. À. Elastin là em tặng 850. Em tặng một hộp kem collagen X5. Kem collagen này là siêu đẹp, xài là siêu ghiền. Em tặng một mặt mẹ Quan Âm bằng ngọc. Xung quanh đều là vàng non. Đẹp lắm chị Mami ạ. Và em tặng một cái dây hổ phách để đeo chung. Em tặng trên live mấy cái tặng đó. Chị Mami lấy thì nhớ ghi giùm em là Elastin nha. Ai mà thích mẹ Quan Âm là em chào đó. Có nhiều người thích lắm nhưng mà hôm nay không coi được like. Nhiều người thích cực. Hôm bữa cứ hỏi em khi nào có mẹ Quan Âm like là nhớ nhắn tin cho chị trước nha, để chị thỉnh.
Các chị tin ông khách em, nhiều người thỉnh mẹ Quan Âm của em chắc là phải hơn cả chục mặt, nhưng mà vẫn cứ thích thỉnh. Mà có chị kia chỉ mua mẹ Quan Âm của em nó thiệt nhiều lắm rồi đó, nhưng mà vẫn rất rất là thỉnh, thỉnh hoài à. Thấy cứ mỗi lần em có mẫu mới là thỉnh. Sáng coi like được, tối chẳng coi ra được. Tiếng Đức, tiếng Quảng bực ghê. Coi like được không có chị? Sao hôm nay sao nhiều người than không coi like được quá? Để ngày mai em ráng like lại một lần nữa về cái chương trình này. Tại vì em thấy nhiều người, người ta không coi like được. Để em sẽ ráng hết mình để em like cho các chị. Được không ạ? Tương tác với em mạnh tay với em 1.1 xe 1 tim với chị nha. Mấy chị xem like có ổn không? Nếu ổn thì cho em xin chữ ổn với mấy chị yêu ạ. À. Trời ơi, đang like con gì nữa cắn. Gì? Cắn bà hả? Nó cắn chỗ ác lắm. Trời ơi má ơi, nó cắn cái chỗ không nên cắn. Ôi trời ơi, nó ngứa trời. Ngứa phải nói thôi rồi luôn. Tôi qua nha các chị nha. Mấy chị có xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em. Cần tư vấn sản phẩm nào thì cứ để lại comment giúp em luôn ạ. À hồi trưa nay á, em tặng gì ta? Hồi hú hồn coi rõ bữa giờ ngập lận. Hôm nay coi được phải không? À hồi trưa tặng cái này nè. Để like lại cái này. Các chị chuẩn bị, các chị comment mã nào. Đợi chút xíu. Hồi trưa tặng cái này nè, người ta comment nhiều lắm. Trời ơi, tặng rẻ quá mà comment điên khùng luôn, comment quá trời luôn. Em đưa chị cái thùng miếng đặc sản của Chinatown tại Thái Lan. Miếng khoai lang, miếng dẹt. Ngon, ngon nhất nách. Miếng dẹt tôm dùm. Miếng dẹt lẩu tôm dùm. Các chị biết bên Thái Lan là nổi tiếng là tôm dùm mà. Tôm dùm mới ngon lắm. Đây là miếng dẹt tôm dùm. Một hộp như thế này là 65.000, một thùng gần 400.000. Em chỉ còn được khoảng cỡ chục thùng đổ về, đúng không? Dạ. Em tặng. Hồi trưa chị Nhung không coi đai like được, đúng không? Hồi trưa em tặng rẻ lắm. Lên giùm em cú pháp nè. Dạ, lên cú pháp A1 giúp em nha mấy chị yêu ạ. À. A1. A1. Chuẩn bị. Kem BB tái sinh đông y của Suwasu. Hồi trưa mua một set 99.000, em tặng thêm một set là thành 2, là 99.000 được 2 set kem. Em tặng cho cả thùng miếng dẹt tôm dùm, lẩu tôm dùm 0 đồng. Dạ lấy của em A1 kem BB 99k, một set 10 gói mua 1 tặng 1. Đây là có sẵn chị, tất cả đều có sẵn, không nợ đơn ai hết. Ai coi like chia sẻ like giùm em. À, cái ngày mai ấy, chị đợi cho em ngày mốt đi nha. Ngày chị đợi chị My ơi, đợi cho em ngày mốt đi nha. Chị đợi giùm em ngày mốt chị ghé nha. Tại vì biết sao không? Ngày mai á, nhiều khi á là cái kem collagen, không phải kem collagen, elastin. Elastin là em để bên nhà mẹ em, mà ngày mai thì em lại bận, buổi sáng em đi ngân hàng rồi. Nên là em không có đi về nhà mẹ em lấy được. Thì có gì ngày mốt đi. A1 99.000 tặng nguyên một thùng miếng dẹt. Ngon lắm chị ơi, ngon nhất nắp. Hồi chưa có chị nào chị ăn cái này một lần rồi, chị đi Thái Lan. Chị mua cái này một hộp 65.000 đó. Một thùng là bao nhiêu hộp? Một thùng là 6 hộp chị. Một thùng là 6 hộp. Là gần 300 mấy chục ngàn một thùng. Mấy anh tặng 0 đồng. Ai ăn thì trải nghiệm thử. Cái này là quà, không bán. Ok chưa, tặng lấy tương tác. 99.000 đi ra ngoài ăn được 2 tô phở. Trong khi qua nhà Kinh Ly có quà, vừa có kem dưỡng để xài, vừa có đồ ăn ngon để ăn. Cái này chỉ tặng câu like trên like thôi nha. Chị nào lấy thì các chị comment nha. Dạ, chị nào lấy thì em cũng phải là A1 với chị nha. Mua 1 set em tặng 1 set là thành 2. Và tặng 1 hồng miếu chị nha, cực kỳ ngon chị nha. Chua chua cay cay. Ôi ngon lắm luôn à. Thôi giờ chẳng lẽ em ăn cho chị mấy chị coi thì em ốm quá rồi. Sao mà ốm, sao mà chịu được. Đây nè, để em kiếm cái hình cho coi. Cái hình có cái hình miếng dẹt đồ không? Ai coi like chia sẻ like. Ai coi ngon lắm. Ai coi like á, chị nào mà thích á, chua cay á, lấy hai thùng mà ăn. Hết rồi là cơ hội ngàn năm có một nha. Tại vì cái này em xách về, em nhờ người xách về chứ em không có bay. Ôi cái này mà đi đường, cái này mà đặt hàng gửi về 1 ký tiền Thái Lan gửi về nữa là choáng váng lắm, tặng không có nổi đâu. Từ từ để cho coi nè.
Ngon lắm chị ơi. Nè, 65 ngàn nè. Ngon lắm chị. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. 65 ngàn một hộp nè. Cực kỳ ngon luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy có làm A1 giúp em mua gần 1 tặng 1 à. 400 ngàn đó, gần 400 ngàn một thùng đó, tặng không đồng. Ai coi like chia sẻ, đây là quà tặng, không có bán, 99 ngàn thôi. Ai comment được thì mai sinh nhật chị muốn nhận phong thủy cho hên. Kem lấy sau cũng được, ok, vậy mai ghé lấy nha, có luôn, sao cũng được. À hôm bữa Tết chị hỏi trà phổ nhĩ đó, nhân viên nó báo hết hàng đó, hôm mua sáng nay mới kiểm tra được 22 hộp nè, sáng nay mới tặng nè. Có gì chị qua chị thích thì chị lấy chương trình trà phổ nhĩ. Tặng rẻ lắm, có 99 ngàn à. Trà phụ nhĩ một bánh trà gần cả triệu bạc lận, em tặng có 99 ngàn à. Ai coi like, chia sẻ like nha. Đây nè, hình ảnh minh họa nè. Ui ngon lắm chị ơi. Nhìn là siêu ngon, siêu hấp dẫn đấy mấy chị nha. Chị nào lấy cũng có A1 giúp em mua một. Đó. Sẽ tặng một sẽ là hành hai mà tặng một hùng miếng cực kỳ ngon chị nha. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay, cực đỉnh, cực nghiệp đó. Chị ạ. Thấy không, người đẹp miếng đó. Ngồi trụ chị ơi. Em nói chị là chảy nước miếng, chị để ngày mai. Ngày mai trưa em không ăn, em lên live em ăn cho mấy chị coi. Hấp diêm con mắt các chị luôn. Nhìn ghiền liền. Các chị biết không, miếng chẹt á, nó được làm từ miếng khoai lang giống như miếng Hàn Quốc vậy đó, mà ăn giống như bột lọc. Nó dẻo dẻo, nó dai dai, rất là ngon, mà cái vị của nó là vị chua cay. Vị tôm dùm. Nên ăn rất là thơm. Mà một cái hộp miếng này các chị ăn là siêu no luôn. No lắm, rất là ngon. Đó. Các chị thích các chị mua thêm cá viên hoặc bỏ xúc xích vô ăn là tuyệt vời. Hoặc là ăn bỏ miếng thịt bò vô, ngon lắm. Bảo đảm ngon tuyệt vời luôn. Đó, em tặng các chị trong livestream 99 ngàn. Chị nào lấy thì ghi là A1. Chị ơi, nào lấy đi giúp em A1 kem BB 99k1 set 10 gói mua 1 tặng 1 và tặng 1 thùng miếng luôn ạ. À. Ai coi like chia sẻ like giùm em rồi để đó đi. Em tặng nha. Dạ, 1.1 xe giúp em chị nha, lên có A1 giúp em với chị nha, là có đơn với chị ạ. A1 em tặng chị Tiên. Dạ có đơn ạ. À. Ai coi like chia sẻ, A1 em tặng cho chị Nguyễn Nhung. Dạ có đơn ạ. À. Một thùng. A1 tặng chị Quyên Quỳnh. Dạ có đơn ạ. À. Một thùng, ngon lắm chị Quỳnh ơi. A1 chị Ngọc Quỳnh. Dạ có đơn ạ. À. A1 tặng HS Trần. Dạ có đơn ạ. À. Ai coi like, A1 tặng Xuân Nguyễn. Dạ có đơn ạ. À. Ai coi like, chia sẻ lại A1 Phương Thùy. Dạ có đơn ạ. À. Ai coi lại A1 Vân Nguyễn. Dạ có đơn ạ. À. Khách nào khách mới chia sẻ lại ngon lắm các chị ơi. A1 cho chị Thu Hiền khách mới. Dạ có đơn ạ. À. Ai khách mới để lại, cứ để lại số điện thoại là có được, là có đơn nha mấy chị nha. Dạ cực kỳ ngon, cực kỳ đỉnh ngon nha, ăn cực kỳ nghiện luôn mấy chị ạ. À. Rồi qua ăn đi là ghiền, xuất sắc số dắt luôn, bảo đảm không ghiền trả lại tiền. Qua không tặng nữa. À, hồi trưa em có like cái này, chị nào chưa mua được thì các chị tranh thủ các chị mua nha. Đưa giùm Tô Bất Kỳ hết rồi. Tô Bất Kỳ xách tay về hết hàng rồi. Tô Bất Kỳ là người ta đặt quá trời luôn, không có Tô Bất Kỳ. Hết sạch Tô Bất Kỳ rồi. Sữa tắm Pháp, nhanh tay lên luôn. Nhanh. Cái này chị nào hồi trưa không mua được là phải mua còn được đúng 8 chai sữa tắm. Chị bạn nói chung cũng chơi chung. Chị không bán hàng nữa, chỉ chuyên là order hàng Úc, hàng Nhật, nói chung là Úc, Nhật, hàng Mỹ đó. Tất cả các loại nhập khẩu á. Mà bây giờ chị đi nước ngoài luôn, chị không bán ở Việt Nam nữa, nên chị sang cho em 36 chai sữa tắm. Nhân viên em, các chị ơi, nó nghèo mà nó còn mua là mấy chị biết là nó thơm cỡ nào rồi đó. Nó không có điều kiện mà nó hửi, nó ghiền là mấy chị biết nó mua là thơm cỡ nào, vì một chai bình thường là 300 mấy chục ngàn. Sữa tắm Pháp, nó thuộc dạng là sữa tắm nguyên luôn. Organic á, sữa tắm organic á, nó được làm 100% từ vitamin E. Mà đặc biệt nó có nước hoa ở trong đó, các chị tắm nó lưu hương, trời trưa nay mới tắm, lưu hương trên da mấy chị ít nhất phải 3-4 tiếng. Mà trong đây nó có thêm ngọc trai nữa. Khi mà các chị tắm nha, cái hạt ngọc trai sẽ làm da các chị nâng tông luôn ngay lập tức. Đẹp lắm. Mà đặc biệt siêu thơm. Nghe giá hết hồn mà đắt xa nữa, 2026. Nghe giá là giật mình luôn, giật ngửa luôn. Đây các chị. Ôi thơm lắm. Dạ cực kỳ thơm chị nha, bà thơm. Chị Vân Nguyễn Ngọc, chị ghé shop à. Chị nói trời ơi cái mùi thơm ghiền. Thơm à chị Vân ha. Bên trong nó có ngọc trai mà đắt rất là xa chị ạ. 2026, ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ 1.1 xe 1 đi giúp em với chị nha. Sữa tắm cực kỳ thơm chị nha, mà thơm cực kỳ da, mà có dưỡng chất, dưỡng
đó, Shea V Vitamin E, và đặc biệt dòng này là dòng organic nè các chị. Và đặc biệt nữa các chị tắm á, các chị lắc lên. Đó, những cái này nó sẽ làm sáng da, nó là ngọc trai và nó làm pin 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 rất là thơm. Cái này là của Pháp, 300 mấy chục ngàn một chai, các chị nghe em đọc giá hết hồn nè. Made in France nè, của Pháp nè các chị. Ai lấy sữa tắm nước hoa, ai lấy sữa tắm Pháp, ghi là sữa tắm Pháp còn được đúng 8 chai. Em tặng các chị trong live 100 ngàn đồng một chai. Dạ đó cũng phải là sữa tắm Pháp chị nha, 100k một chai với chị nha, giá siêu hồi cho mấy chị trải nghiệm luôn ạ. À. Thề các chị, sữa tắm Sexy Skin, tất cả những loại sữa tắm Pháp em từng bán, chai này là thơm nhất luôn. Mà đặc biệt nữa là lưu hương thơm rất là thơm. Nói ai đang coi live mà em nói thì các chị đang được mua sữa tắm Pháp lấy 2-3 chai mà dùng, còn có 8-9 chai. Mà thơm lắm các chị, thơm rất là dài. Mà các chị sữa tắm, các chị dùng là sữa tắm, nói chung là các chị tắm hàng ngày. Mà đây là sữa tắm organic nước hoa vitamin E luôn. Nói chung thơm. Xài thử đi biết. Thơm lắm các chị ơi. Dạ siêu hơn nha mấy chị nha, chị nào lấy không có là sữa tắm phá giúp em 100k một chai đâu mấy chị nha. Rẻ. Cực kỳ dai mà có vitamin E dưỡng da. Hồi trưa người ta còn bên hết rồi. Hồi trưa là nhiều khách là coi like người ta đặt rồi. Nên là hồi trưa chị nào chưa được coi là các chị comment đi. Hết hàng là hết luôn ấy, vì cái này là hàng mà chị để lại cho em à, là giống như chị thanh lý lại chị bán cho em à, nên là cái này là không còn hàng đâu. Mai mốt về giả sử như xài về thơm là không có hàng mà bán đâu nha, vì cái này là người ta sale lỗ, người ta không ở Việt Nam nữa, người ta đi ấy, là bán rẻ luôn. Rất là thơm, của Pháp, sữa tắm Pháp thơm lắm, thơm ghiền luôn á. Cực kỳ thơm luôn mấy chị ạ, chị nào lấy lên phép cũng phải là sữa tắm Pháp 100k một chai với chị nha, luôn hương cực kỳ lâu, có dưỡng chất cho da mà xê mềm đúng không? Công nhận thơm thật. Nhưng duy nghe em mà nó còn quất một chai mỗi đứa là mấy chị biết là nó thơm cỡ nào ha. Ai lấy cái chị ghi là sữa tắm Pháp nha. Dạ, thơm đỉnh luôn nha mấy chị nha, sữa tắm Pháp 100k một chai mấy chị yêu ạ. À. Còn nạ tảo không em, Khánh Ly Huỳnh Phạm mặt nạ tảo. Còn. Nạ tảo hộp đúng không? Nạ tảo dẻo đúng không? Chị Khánh Ly Huỳnh Phạm sữa tắm. Đọc em. Có đơn ạ. À. Chị Nguyên Quỳnh. Dạ có đơn ạ. À. Hương Phạm. Dạ có đơn ạ. À. Ai coi lại chị Thu Lê. Dạ có đơn ạ. À. Vân Nguyễn. Dạ có đơn ạ. À. Đó, ai lấy nha. Mệt quá rồi. Ai coi lại chị sẽ like nha. Dạ 1.1C. Hôm nay buồn ngủ à. Lắm, like em có sung. Hôm nay bé anh buồn ngủ lắm, like em có sung. Hồi trưa em có like nữa phòng tôm Thái Lan. Trời ơi, má ơi nó ngoan xỉu. Trời ơi, phòng tôm Thái Lan. Mấy chị còn đang coi like không? Nếu như giờ này ai đang còn coi like, em tri ân em tặng cho khách thân quen. Chai này em mua ở tại Hàn Quốc. Một chai gần 1 triệu, nó sale là gần 1 triệu mốt, 1 triệu 2 một chai. Nhưng Việt Nam bán 1 triệu 6. Chai này nổi tiếng. Chai này là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam về thương hiệu hàng hiệu Estée Lauder. Cực kỳ nổi tiếng luôn. Em có được mấy chai. Ai mà khách quen thân lắm em mới tặng. Em có được mấy chai mà xài cực kỳ xịn luôn. Lát em lên. Đây là phòng tôm nguyên con, phòng tôm tôm nha. Là phòng tôm nguyên con tôm ấy. Mà nó làm ra chứ nó không phải là phòng tôm bột. Phòng tôm này là phòng tôm nguyên chất. Nó không phải là phòng tôm trắng như của Việt Nam mình. Cái này là của Thái. Các chị biết em ăn cái này em ghiền mà em phải đi mua. Việt Nam bán một bịch. Có người nhập về bán 200 ngàn một bịch này. Ai lấy các chị ghi giùm em bánh phòng tôm. Em còn được mấy bịch nữa em hết rồi. Cái này em xách tay về em tặng các chị 70 ngàn một bịch. Dạ nó có phải là bánh phòng tôm giúp em chị nha, 70k một bịch luôn mấy chị yêu ạ. Mấy chị về mấy chị chiên nó nở bự ra một bịch này rất ngon, cực ngon luôn. Ai mà đã từng ăn rồi hồi trưa mua 3-4 bịch nữa để mua để dành ăn, ngon cực kỳ. Mà ở ngoài bán rẻ nhất 100 mấy chục ngàn một bịch, tại vì nó không phải là phòng tôm bột. Mà nó là phòng tôm nguyên luôn, là tôm người ta làm thành nguyên một miếng phòng tôm luôn. Các chị chiên lên nó đỏ ửng luôn mà nó rất là ngon. Nguyên chất đó các chị, thơm lắm. Ăn bánh phồng tôm này là ăn khác biệt với những cái loại bánh phồng tôm thường. Ăn thử đi không ghiền trả lại tiền. Siêu ngon. Dạ chứ nào lấy là với em là bánh phồng tôm chị nha, 70k em like. Bánh tôm nguyên chất không chị ạ. Em like. Chị Tiên ơi đừng lấy bịch. Chị Tiên lấy 2-3 bịch mà ăn, ngon lắm chị Tiên. Hồi sáng người ta đặt bịch nó xuống live, người ta đặt 3-4 bịch không á. Hồi sáng nhân viên em chắc chỗ kia bán 200 ngàn một bịch này nè, sệt giá lại cho khách coi đi, 200 ngàn một bịch. Đúng của Thái Lan. Hàng
kỳ hơn đó chị ạ. Của Thái á, 200.000, nó bán 200.000 một bịch đó các chị. Đấy các chị biết không, phồng tôm màu trắng của Việt Nam mình là phồng tôm nó có pha bột, nó cho hương liệu với lại ít tôm mà. Các chị nhìn nè, cái này nó đỏ đỏ, nó là nguyên một màu tôm luôn. Nó là nguyên một màu luôn, nguyên một cái bánh luôn. Rất là ngon, chiên lên ăn siêu ngon. Chiên lên ăn gỏi nè, hoặc là ăn ăn không cũng được, làm xì nách. Mà cái này là 100% là của Thái nha. Mới đi về, mới mua, mới xách về nha. Ngon lắm, phồng tôm đó. Ai lấy thì các chị cứ đặt là bánh phồng tôm là có đơn 70.000 một bịch. Dạ, siêu ngon luôn chị nha. Chị nào lấy thì đơn cho em là bánh phồng tôm 70k là có đơn với chị nha. Mua 2-3 bịch về ăn là cực kỳ ngon, cực kỳ thơm với chị ạ. Ăn về bao ghì, mai chiên bịch lên ăn. Mai chiên lên bịch lên ăn, ở trên lầu có dầu á. Mai chiên bịch lên ăn, xong rồi cột lại trong bao, đói ăn, rất ngon luôn, siêu ngon luôn. Nói chung ăn ghiền lắm, tteokbokki em hết rồi, tteokbokki em xách bên Hàn Quốc về ít à. Để em coi em còn gì nữa, em like luôn. Còn gì nữa, à, cà phê bạc xỉu Gu Nam. Like lại lần nữa, ai muốn ai mua gì mua, like lẹ lẹ nha. Dạ mấy chị ơi, xem like, chia sẻ like, tương tác mạnh tay giúp em để em lên cà phê cho mấy chị yêu luôn ạ. Cà phê Gu Nam, cà phê bạc xỉu. Cà phê này, một hộp cà phê như thế này nè, là 135.000 một hộp đó, cà phê đắt tiền đó. Các chị vô Takaya Shimaya có cái Gu Nam, một ly cà phê bán 95.000 ở quận 1. Bạc xỉu, nó thơm, uống nó ngon và nó đắt hơn cà phê sữa. Hồi chưa em tặng rất là rẻ. Cái này em còn đúng một thùng, em lấy tương tác thôi. Dạ còn duy nhất một thùng mấy chị nha, uống này là cực kỳ ngon luôn mấy chị ạ. 135.000 nè các chị, 135.000 một hộp nè. Ok chưa? Hồi chưa em bán rất là rẻ, hàng mới đất mới, ai lấy cà phê. Cái mùi vị của nó là cà phê phin, nhưng nó là cà phê dạng gói. Các chị về các chị pha với nước nóng là các chị uống luôn, không cần pha cái gì nữa. Và đặc biệt nữa là cà phê bạc xỉu, thơm lắm. Cà phê bạc xỉu là nó đắt hơn, nó là đắt nhất luôn. Mắc hơn cà phê sữa và mắc hơn cả cà phê đen. Hồi chưa bán là một hộp là 40.000. Ai lấy combo 5 hộp tính còn 30.000 một hộp cà phê. Dạ lấy em combo 5 hộp cà phê chị nha, 30k một hộp luôn chị ạ. Rẻ, rẻ ơi là rẻ luôn á chị. Hồi chưa có người ta lấy 10 hộp, 15 hộp người ta uống, siêu ngon. Mà đặc biệt nữa là cà phê là, nói chung các chị em nói gì nha, mà em có mấy bà chị bên Hàn Quốc, bà còn nhờ em mua cà phê từ Việt Nam gửi qua Hàn. Nói chung á hả, em nói thì các chị không phải em nói gì, nhưng mà cà phê uống siêu ghiền, cực kỳ ngon. Suy ra các chị mua đi ra ngoài cả 100.000 một ly, mà bây giờ các chị uống cà phê Gu Nam chỉ có 3.000 đồng một ly, đúng không? Đúng. Rẻ quá trời. Tại vì cái chỗ em nói thì cái chị mà cái chỗ mà đẩy cho em nói thì các chị là nó bỏ hàng cho cả siêu thị, mà là các chị biết là nó rẻ cỡ nào. Nhưng em chỉ bán hàng, em bán một like thôi. Cái nào còn thì em bán qua like thứ hai hoặc like thứ ba. Chứ em không bao giờ em bán hoài, em bán hoài. Các chị để ý, các chị biết những mặt hàng em bán, em qua đợt là em bán đúng một lần. Nhiều người hỏi là em kêu kèo dẻo hoặc kêu em bán lại cái này cái kia, em không có bán. Khi nào có đợt hoặc khi nào có giá tốt thì em lấy. Chứ em không bán hoài. Bán lần thôi à, qua mã. Không có bán hoài. Cà phê, một hộp 40.000, ai lấy combo 5 hộp tính 30.000 một hộp. Quá rẻ luôn á các chị. Chú siêu hồi lắm mấy chị nha, combo 5 cà phê là 30k một hộp, mình lấy một hộp là 40k mấy chị yêu ạ, cực kỳ thơm ngon chị. Cà phê bạc xỉu, cà phê bạc xỉu của Gu Nam nổi tiếng luôn, cà phê bạc xỉu. Ngon lắm cô Nguyệt Trần, siêu ngon. Trời ơi ghiền. Ok, ai lấy cà phê ghi cà phê nha. Chị HS5 hộp cà phê nè. Dạ có đơn ạ. HS5 hộp có đơn cà phê nè. Cô Nguyệt Trần là 5 hộp cà phê nè. Dạ có đơn ạ. Có đơn cô Nguyệt Trần 5 hộp nè. Chị Vân Nguyễn Ngọc 5 hộp nè. Dạ có đơn ạ. Nói chung ngon lắm các chị ơi. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em nha. Cà dạ, phê 1.1 xe 1 tê giúp em chị nha. Combo 5 cà phê là 30k một hộp, một hộp là 40k chị nha. Cực kỳ thơm ngon luôn mấy chị ạ. Hương Nguyễn 5 hộp cà phê. Dạ có đơn ạ. Suy ra 5 hộp có 150 à. Rẻ bèo luôn á. Mà các chị nhớ nha, một cái gói này là một cái gói bự, nên các chị pha một gói thôi là một ly đậm đặc luôn. Có những loại là cà phê gói nó nhỏ, phải pha 2 gói thì nó mới uống được một ly. Đây là một gói là một ly rồi, cà phê bạc xỉu. Vị của nó là vị bạc xỉu, sữa nhiều, thơm béo, rất là ngon. Đó, ai lấy thì comment giùm em nha. Chị nào lấy cái combo giúp em đó mà chị nha. Combo 5 cà phê là 30k một hộp, siêu hồi cho mấy chị ở ngoài đang bán với giá 135 một hộp mấy chị ạ. Chị Trâm Lê nè, 5 hộp cà phê có đơn Trâm Lê nè. Dạ có đơn ạ. Khách hàng mới cứ để lại số điện thoại giùm em là có đơn.
Nói chung ngon lắm mấy chị ơi, siêu ngon. Cái gì cũng ngon hết. Ai lấy thì các chị comment giùm em là ghi giùm em là cà phê. Em có trà atiso nữa. Năm hộp cà phê là tự nhân lên. Ngọt là 40, mua từ 5 hộp tính 30 ngàn hộp. Mà ngon nữa, thơm lắm, cực kỳ ngon. Ê, đưa giùm tôi cái trà atiso. Khách năn nỉ mua trà atiso đó. Trà atiso siêu ngon chứ ơi. Atiso của Gu Nam. Nhân viên sáng sạch hộp này gần 60 ngàn. Còn các chị mà đi vô Gu Nam mua một hộp này là 85. Cà trà atiso của siêu thị một hộp này cũng 65-70. Mấy anh bao giá luôn các chị. Em nói thật các chị, mà hàng đắt xa. Đắt 2024. Hàng mới hết. Trà atiso 58 ngàn một hộp. Các chị thấy không? Gần 60. Hồi trưa em bán rất rẻ luôn. Atiso nó mắc hơn cà phê nha các chị. Atiso là hàng thiên nhiên và uống cái này là mát gan, giải độc và đặc biệt là lợi tiểu. Ai lấy trà atiso các chị comment. Nhà em là uống thay nước suối atiso là mười mấy năm. Cực kỳ ngon. Nó làm từ công ty cổ phần Sandan tại Đà Lạt. Là các chị uống atiso sạch luôn á. Ai lấy trà atiso các chị comment. Ai lấy một hộp trà atiso tính các chị 45 ngàn. Ai lấy combo 3 hộp trà atiso em tính các chị còn 30 ngàn một hộp. Bằng giá với cà phê luôn. Ok. Lấy giúp em trà atiso 45k một hộp mua. Rẻ bèo. Rẻ bèo. Đi vô siêu thị không bao giờ mua được giá này. Em chia các chị lại một thùng thôi. Em để một thùng nhà em uống. Hồi sáng là em có được 2 thùng. Em like còn được nửa thùng. Còn được ít em tặng. Nói chung rẻ lắm mấy chị. Nói chung là cực kỳ ngon, cực kỳ thơm. Không ai bán cái chị trà atiso giá này đâu. Rất rẻ luôn. 3 hộp trà atiso suy ra bao nhiêu? 90 ngàn. Trong khi mua siêu thị hộp 75 ngàn. Đúng không? Atiso Ladofa hồi xưa em bán. Một hộp nhỏ 75 ngàn. Còn một túi, trong một cái túi bọc thì nó bán là 130 ngàn, 135 ngàn một bịch. Các chị mua đúng atiso cực kỳ ngon. Thơm, uống rất là thơm. Trà atiso. Các chị uống thử đi. Atiso uống ngon cực. Mà đặc biệt các chị khó ngủ, các chị uống atiso các chị ngủ ngon lắm. Nhà mẹ em nói thiệt nha, mẹ em rất là nặng cân luôn. Nhưng mà các chị ơi, đi khám là không có bị gan nhiễm mỡ hoặc mỡ trong máu. Là tại sao uống trà atiso mười mấy năm rồi đó. Uống trà là nó thanh lọc, nó làm cơ thể các chị khỏe lắm. Thật sự. Ai mà mỡ trong máu, ai bị gan bị nóng này, hay làm việc thức khuya nè, các chị uống cái này. Rất là hay. Cái này mình pha nước lọc, mỗi đi làm mình uống mình đem theo luôn, rất là tiện. Tính các chị là chi nhiêu tiền của em mất tiêu rồi. Dạ một combo 3 hồi là 30k các chị nha. Trà atiso cực kỳ tốt, thanh nhiệt, giải độc, an thần, giảm chị cho chị Nhung 3 hộp atiso. Dạ có đơn ạ. Chị Vân Lê 3 hộp atiso. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chị sẽ like Xuân Nguyễn 3 hộp atiso. Dạ có đơn ạ. Có đơn chị Xuân Nguyễn. Chị ai coi like Thu Lê dùng đơn 3 hộp. Dạ có đơn ạ. Trà atiso nha các chị ơi. Lấy 5 hộp 6 hộp mà uống. Rẻ quá trời, tính các chị bao nhiêu tiền? Dạ một combo 3 hộp. Một hộp 45 ngàn. Mua combo 3 hộp tính các chị là suy ra một hộp 30 ngàn hộp. Quá rẻ luôn. Cô Nguyệt Trần 3 hộp trà. Dạ có đơn ạ. Ai lấy các chị cứ comment giùm em, ghi giùm em trà atiso nha. Dạ chị có lấy lên giúp em. Phương Nguyễn 3 hộp trà atiso. Dạ có đơn ạ. 5 hộp cà phê có đơn cho Phương Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Rẻ lắm mấy chị. Rẻ cực kỳ luôn. Em bán cái này em lời, em nói thiệt nha, em lời nói thiệt các chị. Nếu như tính như cà phê hồi chưa em nói tính ra một hộp, nếu mà tính còn 30 ngàn một hộp, lời đúng 1 ngàn. Nếu như bán 10 hộp là lời được 10 ngàn. Hồi chưa có chị kia chị hỏi em là nếu mà mua 10 hộp thì có giá sỉ không chị mua giờ chị bán. Em nói trời ơi, em lời thì em đã bán xuống giảm cho chị rồi, mua một hộp hay 100 hộp cũng như nhau. Vậy lời ít lắm, không có lời nhiều, bán cho vui kèm món cho khách có hàng để mua, mà còn bị rơi hàng lẻ ở nhà nữa mới mệt. Tại vì em bán phong thủy nhiều hoặc em bán thực phẩm chức năng nhiều, các chị không có hàng mới các chị mua, nên bắt buộc em phải nhập thêm những cái hàng này để em kèm đơn cho các chị có mẫu này mẫu kia các chị mua. Rồi để em coi em còn gì, em chưa like không, còn gì chưa like nữa không gì? Ai coi like hồi tao đèn không xem rồi, tao đèn mắc lắm. Tao đen về được ít nè, tao đen hàng xịn về được ít à. Tao đen bây giờ là tao đen lên giá đó, 200 mấy ngàn một hộp. Tao đen đúng là hàng sale đó nha. Chứ còn giờ tao đen các chị mua hàng Trung Quốc nha, rẻ rề à.
Tao đen Hàn Quốc. Ngon. Cực kỳ ngon lắm mấy chị nha, ăn cực kỳ bổ máu lắm mấy chị ạ. Siêu ngon. Có ai muốn ăn táo đen không? Comment đi, em chi ăn táo đen luôn. Giá chưa bao giờ có trong cuộc đời. Rồi có chị yêu nào muốn ăn táo đen thì để lại cho em comment nha, để chị Vang chuẩn bị lên giá cho mình luôn ạ. Táo đen đợt trước bán 250.000 một hộp. Ngon, siêu ngon. Cực kỳ ngon. Rất là ngon. Siêu ngon mấy chị nha. Chị nào muốn trải nghiệm thì lên giữ trải nghiệm giúp em mấy chị yêu à. Táo đen hôm tết em bán là 250 một hộp. Nhưng táo đen sẽ siêu ngon. Cho chị mượn hộp nữa đi em. Mượn hộp táo nữa. Mượn hộp cát. Ăn cái chị ăn táo đen nó dẻo. Táo đen trong hộp này nó ngon lắm nè. Cái mật nó nhiều. Và ăn nó thơm. Chắc phải làm ngay một quả. Ngon lắm người đẹp ơi. Ngon lắm người đẹp ơi. Để hôm nay em coi em có gì em quà em tặng cho chị. Mượn cây kéo đi em. Kéo chị hay like. Đây 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 đây. Cái này ngày mai còn dư hết. Ngày mai ngâm mật ong. Ngày mai ngâm mật ong. Mật ong đợt này giá cao lắm. Má ơi cái quả táo đen chị nhìn nè, siêu thơm siêu to nha mấy chị yêu ạ. Nó dẻo mà nó không có khô. Táo đen ăn chua chua ngọt ngọt, lưu thông tuần hoàn máu còn tốt hơn cả táo đỏ. Ngon, ngon cực luôn á. Mấy chị ăn cái này là cái chị nghiện. Công nhận rất là ngon. Hôm nay để em coi cái chuyến cái gì em tặng cho các chị. Em có quà gì em tặng hết. Ngon lắm. Mà các chị ăn rồi các chị thấy nè. Em quay các chị coi nè. Cái sáp nó dẻo. Nó còn mật luôn nha mấy chị yêu nha. Cực kỳ ngon mấy chị yêu ạ. Tết vô giá lại cao. Bịch này bây giờ là 350.000. Tết bán 250 bịch. Mà các chị ăn cái này nó không mặn. Ngon. Cái này còn ngon hơn táo đỏ gấp mấy lần. Táo đen. Đúng rồi. Loại này to hơn. Em mới về mà. Đợt này ngon. Đợt này dẻo hơn đợt trước luôn. Ngon lắm chị Nhung. Đợt này dẻo hơn đợt trước luôn mà. Chị nhìn quả táo. Dạ, siêu to nha mấy chị. Táo nó về thì đợt em bán hàng là em bán hàng mới mà không bao giờ bán hàng cũ. Nhìn nè. Ngon. Hôm nay em câu lam tặng mấy chị. Ngon quá. Dạ, chơi lớn chơi sắp luôn nha mấy chị nha. Chuẩn bị tương tác mạnh tay giúp em. Để em coi em có cái gì mạnh mạnh hot hot em tặng cho chị lấy lọc. Lấy tương tác Facebook. Rất ngon. Ăn cái này á, vừa ngon vừa tốt. Còn được 5 vòng hổ phách da, da hổ phải không? Chơi luôn. Tặng lớn. Dạ, tặng lớn đặt. Năm chị may mắn. Ngon lắm. Táo đen hộp tết bán 250 hộp. Nay câu like luôn. Chị nào may mắn hôm nay mới được nha. Vì không bao giờ em tặng với táo đen. Táo đen em đã bán lỗ rồi. Em tặng tri ân. Người nào còn coi like giờ này. Giờ cũng gần 11 giờ. Hộp là 1 kg. Đưa hộp mới em chị. Nhanh. 280. Hồi xưa mới về like là 280.000 một hộp. Táo đen của Bù Ơn. Ai lấy táo đen, tại vì táo của Hàn Quốc các chị mua đúng loại xịn là phải có mùa mới có. Trái to bự ăn rất ngon. Em tặng các chị 180.000 một hộp táo đen. Dạ lớn không phải là táo đen với chị nha. 180k luôn mấy chị yêu ạ. Ai hôm nay đang coi live giờ này, chị nào lấy 2 hộp táo đen
Em chơi lớn luôn, em tặng cái vòng hổ phách gia hổ không đồng. Hổ phách gia hổ này em còn được 5 chiếc. Em tặng 5 chị đúng. Hổ phách gia hổ này là mấy triệu một vòng. Em còn 5 chiếc em tặng 5 người. Còn táo đen là em đã sale rẻ rồi. Em cho các chị ăn rồi là em ba bán rất rẻ rồi. Còn chị nào đang coi live giờ này, chị nào lấy 2 hộp táo em tặng chị Ân. Không bao giờ có trong cuộc đời này. Nhớ giùm em nha, từ xưa tới giờ là không bao giờ em làm chương trình em tặng tùm lum với táo đâu nha. Các chị nhớ nha, vì vòng hổ phách em hết rồi, em còn được 5 chiếc à. Nên người nào còn coi live giờ này em tặng 5 chị hổ phách gia hổ đẹp lắm. Dạ 5 chị ơi, may mắn nha, lên giúp em táo đen 180k một hộp, mua 2 hộp mình được tặng vòng hổ phách gia hổ không đồng luôn ạ. Ngon lắm. Ngon lắm, táo bự lắm chị. Mai em lấy ớt em ngâm với mực mực ong em ăn. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Dạ mấy chị ơi, xem like chia sẻ like tương tác mạnh tay giúp em nha. Em đang có chương trình là táo đen 180k một hộp, mua 2 hộp mình được tặng vòng hổ phách gia hổ không đồng luôn nha mấy chị. Dạ cực kỳ hời luôn chị nha, lấy em cũng phát đặt táo đen mấy chị nha, 180 mấy chị ơi, mua 2 em tặng một vòng hổ phách gia hổ mấy chị nha, siêu hời. Hổ phách mật lạc qua em còn, mà còn 2-3 chiếc. Mà giá cao lắm chị Thủy Tiên. Ngon. Mấy triệu dòng lắm. Em đặt hàng thêm mà người ta hết hàng rồi. Ngon. Nhìn ngon mà 2kg nhiều quá, ăn không biết khi nào cho hết. Ôi trời ơi. Bịch này chị ăn ngày nào chị cũng ăn. Tuần hết rồi. Ngon á. Mà mua 1kg ăn thôi. Còn ai lấy 2 bịch thì em tặng quà cho vui mà. Mua 1 bịch cũng được rồi, mua chi 2 bịch. Em về được có 1 thùng mà. Ngồi lấy 1 bịch ăn cho vui. Ngon lắm. Dạ, táo đây là 180k, chị nha, mua 1 bịch vẫn được chị nha. Chị nào mua 2 bịch thì em tặng cho mình thêm một cái vòng hộ phách gia hộ với mấy chị. Cái hộ phách là tặng cho vui. Còn 5 chiếc cuối cùng mà. Còn cái vòng mà mực lạp á, à, thì bây giờ em suy nghĩ không biết tặng sao luôn á, đắt lắm. Ngon. Cái này ngon hơn được trước luôn á. Công nhận ngon thiệt. Giờ em nói thiệt em biết làm chương trình gì luôn á chị Thủy Tiên ơi. Nói thiệt mà, ăn cái này là nghiện. Ăn cái này ăn không có mập. Mà ăn này tốt nữa. Ngon. Nó chua chua ngọt ngọt. Mật nhiều nữa. Các chị thấy không? Không có bị khô. Ngon á. Ăn thử đi. Đợt này em nói là đợt này ngon mà. Đợt này rất ngon. Đợt này rất ngon. Hôm bữa gần Tết em bán hết rồi mà. Em mới về á. Đợt này ngon. Ngon cực. Nói chung mà ăn đi cho biết. Ngon. Em biết chương trình sao em tặng cái dây hổ phách kia nữa. Em suy nghĩ. Cái dây hộp phách tới bây giờ em bán à, em mới thiệt. Nếu em có ý định tặng, em tặng từ đầu like rồi. Cháu vô cao á. Hôm đó mua vòng của em gần cả triệu bạc mới được tặng mà. Đó em tặng mấy người à. Để em kiếm chương trình. Có chương trình nào phù hợp thì em tặng nha. Giờ chả biết lái gì luôn á. Chị Tiên thích gì? Chị nhìn là chị biết mắt rồi. Dây đó mấy tiệm lớn lớn người ta bán, ví dụ giống như bà Đào, bà bán phải dây đó phải 7-8 triệu, cả chục triệu. Tại vì hổ phách mực lạp cái màu khoai đẹp lắm, màu khoai rất là hiếm. Chị thấy mà,
Màu bơ người ta có nhiều lắm, cái màu khoai, cái màu vàng ươm, vàng đều luôn, giá trị rất là cao. Bởi vậy chị thấy em livestream em cho các chị coi lẻ lẻ thôi, em đâu có dám tặng, em để dành em bán mà. Vì bây giờ em đặt hàng nó không có, mà nó có giấy kiểm định của Trung Đông luôn. Ừ, các chị coi nè. Mà mấy chị coi nè. Chục triệu, gần chục triệu một vòng. Một khoai đó, một khoai nè, y chang của em luôn. 8 triệu 9 một vòng. Ui đắt lắm. Giờ này sao tự nhiên thấy mắt xem nhiều kìa Minh Anh. Mấy chị ơi, em có quyền đội ngũ xe live mà. Xe vô hội là người ta coi rất là nhiều. Mà xe vô hội nhiều, khách mới coi nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng là chất lượng. Nhiều người ta coi mà người ta cũng đặt hàng. Nên là quan trọng là mấy chị coi like, mấy chị giới thiệu giùm em để nhiều người coi like cho người ta biết. Lâu lâu ở xe là sẽ có người vô coi like mà. Giống như mình livestream, giống như khách mới thì từ từ người ta coi like nhiều, người ta sẽ biết mình, người ta mua gì đó. Đó, hổ phách mực lạp. Giờ làm chương trình phải cao lắm mới tặng nổi mắt lắm chị ơi. Gì? Nè, cho coi lại chiếc vòng nha. Đẹp lắm. Hello, em chào chị Nhi Đoàn. Lâu quá rồi mới thấy chị Nhi Đoàn coi live em đó nè. Đó. Chị Thị Tiên nhìn là chị Thiên, Thị Tiên ghiền liền. Đẹp ha chị ha. Chiếc này chưa bao giờ em like luôn á. Đa số em like màu bơ nhiều. Cái màu mà màu khoai như thế này nó rất là hiếm. Và nó rất là đắt. Với lại những cái hạt xung quanh của nó là hổ phách huyết. Cao lắm. Chiếc này đắt tiền. Bị... đẹp mà, đợt trước em làm chương trình là hóa đơn cao lắm á, cả triệu hơn em mới tặng mà. Bây giờ để em suy nghĩ coi, chị thích lái gì, mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng? Hay là thích phong thủy để tặng? Dòng này em có dư được 2-3 chiếc à. Dạ, chị hết like chương trình nào thì chị bình luận giúp em, chị nghe tương tác mạnh tay giúp em cuối live chị yêu ạ. À. Để em coi còn dư được mấy chiếc. Còn dư được đúng là 4 chiếc luôn á. Bữa em đặt thêm mà không có hàng. Má chồng lại nằm bệnh viện, không có thời gian để xem. Hàng chi đột này ít thấy Nhi Đoàn lắm. Để em coi coi. Chị chỉ thích chầm à. Chầm thì em lại làm chương trình không được. Chầm thì em làm chương trình như cái này không được. Vì chầm em bán giá rẻ lắm rồi. Mà cái vòng này thì đắt lắm. Ngày nào chị cũng share cho em cả chục hội nhóm chứ á, share trang, trời em thương chị hết mình luôn. Cảm ơn chị Nhung. Cảm ơn chị Nhung rất là nhiều. Khó quá, giờ không biết làm chương trình sao đó. Có gì để bán buôn luôn á. Em... hay là giờ dậy đi. Để em coi. Em sẽ gieo duyên cho chị cụ ốc. Chị Thịnh lấy lọc. Để tặng quà. Coi như phong thủy. Em đưa cho chị cụ ốc. Hôm nay lấy lọc của em nha. Ốc này em mới về và em bán sỉ và em sơn cực kỳ hon và cực kỳ lọc luôn. Ai coi like chia sẻ like. Kế bên của đó đó. Ừ, xuống đó. Ừ. Ai coi like chia sẻ like. Ai coi like chỗ chỗ đốt gì mà hao dữ vậy. Em gieo duyên củ ốc. Giờ này ai coi được like của em coi vô lấy lọc. Em tặng luôn. Lấy hòn. Chầm đợt này là em không có bán giá rẻ nữa. Chầm đợt này là em về giá cũ rồi. Nên là em cũng khó làm chương trình lắm. Chứ lại một phần nữa là chầm để em không có sale nữa. Với chầm bán rẻ lắm. Bây giờ mua chầm là chắc phải mua chục hộp may ra mới tặng nổi. Chứ mua mà vài hộp em tặng không được. Vì em nói thật mà, đợt em tặng các chị là em nhập vô cái này giá rất cao. Rẻ rẻ là em tặng được, nhưng mà cái này em nhập vô rất cao.
Em lựa hàng đẹp em tặng các chị mà, em đâu có bán loại xấu đâu. Một dòng ta bán 8-9 triệu rồi, các chị coi like, các chị coi giá thị trường, các chị cũng biết đúng không? Chứ đâu phải em nói xạo đâu. Bây giờ em gieo duyên nha, khúc cuối, chị nào coi like được coi như là hữu duyên. Coi như các chị nhận được cái một củ ốc lộc đầu năm, lấy hơn. Ok chưa? Các chị ghi giùm em mã cho em là mã ốc lộc. Đấy, em cũng nói là ốc lộc nha mấy chị. Đầu năm mà các chị thỉnh được một củ ốc rất hơn, mà bây giờ là gần 11, 12 giờ đêm rồi. Nên em gieo duyên cái này là nói chung hoan hỷ. Em còn được 4 chiếc hộ phách mực lạc màu khoai, rất hiếm. 8-9 triệu một vòng rồi. Nên hôm nay ai coi được cái like giờ này là hoan hỷ nha. Lên giùm em cú pháp là ốc lộc. Em gieo duyên cho tất cả những chị đang coi live giờ này. Em gieo duyên, em chơi luôn. Em tặng các chị số thần tài 799 ngàn. Ok, ai thỉnh củ ốc này ghi giùm em ốc lộc. Em tặng một vòng 108 hạt hổ phách mực lạp khoai không đồng. Em gieo duyên trong live này em còn được 4 chiếc thôi, coi như lấy hên. Em bán giá cực rẻ luôn á, rẻ nhất có thể để các chị thỉnh. Vì thực phẩm chức năng thì nhiều quá, phong thủy rồi mỹ phẩm cũng còn nhiều thì thôi phong thủy đi cho các chị có tiền tài, rồi mai mốt các chị có lộc các chị lại ủng hộ em thêm. Cái củ ốc này đợt trước em bán là gần 2 triệu bạc một củ, 1 triệu rưỡi là sale rồi. Nên hôm nay chị nào mà thỉnh ốc là cực kỳ hên và cực kỳ may mắn. Ai coi live giờ này là cực kỳ lộc luôn. Tính các chị 799k tặng nguyên một dây hộ phách mực lạp mấy triệu bạc một giây. Dạ, lên của em cái phó là ốc lộc đó chị nha, 799k em tặng một vòng hộ phách 108 hạt mực lạc khoai chị nha, cực kỳ đỉnh và cực kỳ may mắn và bình an. Tặng cái kiểu này là tặng của tặng luôn. Nên hôm nay giờ này chị nào coi được like là em nói có chị ơi lộc lắm luôn các chị ạ, lộc cực kỳ lộc. Hên. Ok chưa? Đẹp lắm. Đeo về chị thấy đẹp. Cho em xin feedback, em bảo đảm vòng này đẹp. Bảo đảm vòng này đẹp, rất đẹp luôn. Nhìn vân và đặc biệt nữa là nhìn nó rất màu, nó đẹp lắm, chuẩn luôn á. Có gì về thấy đẹp cho em xin cảm nhận nha. Bây giờ chắc em mệt quá, tính like nữa. Còn có gì like, còn gì để like nữa không? Có gì chưa bán không? Còn chưa bán còn nhiều lắm mà thôi, tự nhiên mệt quá. Để ngày mai nghỉ ngơi tí xíu, ngày mai like tiếp đi. Tối live stream ít người coi like lắm. Thiệt ra là rất là nhiều người coi like đó, nhưng mà toàn là khách lâu mới không mà. Còn khách cũ thì người ta coi like, coi thì người ta lại không nhận được thông báo. Còn những người khách mới mà coi được like thì người ta lại coi, người ta lại không đặt hàng. Còn nhiều người thì muốn mua hàng thì mạng lại cà giật. Thiệt, nhiều khi cuộc đời nó cứ kiểu khó hiểu ghê luôn á. Thôi em đi xuống like đây, em nghỉ ngơi đây để ngày mai em có sức em like tiếp đây. Ngày mai em coi có gì mới em like cho các chị tiếp. Lấy cái hộp của chị đâu rồi, bỏ vô em chị coi. Thôi hẹn gặp lại nha. Chúc các chị ngủ ngon. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các chị vào live stream ngày mai. Bye bye các chị. Sữa non, sữa còn ít sale rẻ cho chị đi Minh Anh. Sữa hàng mẫu đó trời. Ê, sữa đi. Để em coi em còn gì em tặng. Đưa chị 4 hộp đi. Sữa này mình còn 2 sữa bắp với 2 sữa mè đen đúng không? Giờ em bán theo combo, chị ok thì chị quất luôn, chốt luôn. Hết sữa luôn á, sữa này hết hàng rồi. Em còn được nhiêu đây sữa nè, mua về uống đi. Hết sữa luôn. Sữa này em bán hôm bữa là bao nhiêu, em sale là 750 một hộp đúng không? Sữa non bắp. Bây giờ em còn 3 hộp sữa. Em còn được 3 hộp sữa non bắp, 2 hộp sữa non mè đen. 700 một hộp. 700 một hộp nhân cho 5 hộp là 3 triệu rưỡi. Bây giờ là 5 hộp đúng không? Đợi em chút xíu. Bây giờ chị Nhung lấy, em còn được 5 hộp đó. Em còn được 5 hộp, 3 hộp sữa non bắp, giữ lại 2 hộp sữa non mè đen. Hết luôn rồi nha. Bữa bán là... giờ bán đi. Em còn được 5 hộp, em tính chị dặn.
2 triệu 5 hộp. Ok. Là suy ra 1 hộp nhiêu? 2 triệu chia 5 coi. Suy ra 400 ngàn một hộp sữa non. Bao rẻ luôn. Chị lấy chị comment là sữa non, combo sữa non. Em tặng chị 5 hộp sữa non. 3 hộp sữa non bắp với 2 hộp sữa non mè đen. Tính chị 2 triệu đồng 5 hộp. Suy ra 400 ngàn một hộp. Chị qua bên Hàn Quốc chị còn không mua được cái này. Giá này. Đây là sữa non của Nông Cho Quan, bộ nông nghiệp của Hàn Quốc. Sữa non mè đen với lại sữa non bắp. Ngon lắm. Em sale rẻ cho chị luôn. Vì cái này em nhập vô giá cao. Với lại một phần nữa sữa non nó không rẻ. Các chị biết rồi mà, các chị uống sữa thông thường là bao nhiêu tiền rồi, sữa non sao mà rẻ được. Các chị chia đi là các chị biết liền. Được không các chị? Dạ chị nào lấy em combo sữa non với chị nha, 2 triệu 5 hộp với chị yêu ạ. Thôi bây giờ khúc chót luôn nè, giờ khuya rồi, đêm khuya rồi em live cũng mệt quá. Chị Nhung lấy, em coi như em tặng chị Nhung luôn, em tính chị 5 hộp, em bớt 500 ngàn luôn, coi như em cho luôn. Em chỉ lấy tiền cước với tiền vận chuyển với lại một ít tiền giống như là coi như bù vô tiền cho em đỡ lỗ thôi. Em tính chị 1 triệu rưỡi 5 hộp. Cho luôn nha. Chứ tại vì sữa này nó không có sale nên là em chơi luôn. Em tính chị 1 triệu rưỡi 5 hộp. Bao rẻ rồi. Không thể nào rẻ được nữa. Em nói thiệt em bán lỗ lắm, em bán không lỗ được nữa đâu. 1 triệu rưỡi 5 hộp chị chia ra đi. 300 ngàn một hộp còn rẻ hơn sữa Việt Nam các chị mua nữa. Sữa Quyền Linh giới thiệu bây giờ một hộp 700 rưỡi rồi. Đúng không? Mà sữa non này là sữa non, nó không phải là sữa thông thường. Sữa non nó mắc lắm. Nó không có rẻ đâu. Chế lấy thì chế comment. Coi như em tặng cho chị lấy 5 hộp em tính chị 1 triệu rưỡi luôn. Xây ra 300 ngàn một hộp. Còn muốn gì nữa? Nha. Em ơi em để em bán lẻ cũng được. Tại vì cũng có người hỏi chứ em bán cho chị em nói thiệt bán lỗ luôn á. Giờ khuya em mệt rồi em tặng luôn á. Nha, bye bye các chị, hẹn gặp lại. Chị Dung lấy thì chị Dung comment. Nha, ai lấy thì các chị ghi combo 5 hộp sữa non tính 1 triệu rưỡi luôn. Suy ra 1 hộp 300 ngàn. Mấy chị mua Hàn Quốc cộng được giá này nữa. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Không, tại vì em còn dư được 2 hộp mè đen nên em tặng luôn cho nó hết combo. Nên chế lấy thì chế lấy nguyên một combo luôn. Sữa nào cũng ngon hết. Nói chung rất là ngon. Đó, chế lấy thì chế lấy luôn nguyên combo để dành uống. Tại vì em bán rẻ lắm luôn, em nói thiệt. Em bán là em tính năm, em tính là 300 ngàn đồng giá là coi như là em bán 5 hộp luôn là máu luôn á, để cho nó dọn. Tại vì hồi những hộp lẹ em ghét lắm. Em like nó cực. Chứ còn nếu như mà em không có khó khăn em bắt các chị mua, nhưng còn một hai hộp em tặng luôn, nói chung em like em mảo giá luôn để cho nó không có rớt một hai hộp trong nhà. Để nhân viên nó không biết, nó cứ chồng vô, mấy hôm mở ra nó lại hết đó. Hôm bữa em mới dục gần 20 hộp sữa hết đó. Nó cứ để xong rồi nó nhét, nó đè hàng lên, cái nó để trong kho. Nên là không có kiểm soát được hàng hóa, nên các chị thông cảm. Nha các chị nha. Bây giờ em đi xuống live đây. Thiệt, em bán lỗ rồi, em mà bán lời á, em bán được một hộp em cũng bán. Vì em bán, em nói thiệt, em tặng cho chị luôn, nên là em bán rẻ cho chị mua hết luôn cho em. Chứ không phải là em bán lời đâu. Lời là thì một hộp cũng bán, nó nói chi là ba hộp. Thôi em xuống live nha. Bye bye các chị, ngủ ngon, hẹn gặp lại, ngày mai mình gặp lại. Bye bye, cảm ơn các chị nhiều đã coi like của em.